Tôi nhớ một câu chuyện này nữa. Có một gia đình nuôi một con lừa, dùng nó để kéo cối xay và chuyên chở. Người chủ thấy lừa quá chậm chạp nên thường dùng roi đánh nó để thúc giục. Con lừa làm việc miệt mài trong cực nhọc cho đến khi chết, nó được đầu thai làm người. Khi người chủ hay đánh đập lừa chết, lại đầu thai là một người phụ nữ. Khi cả hai người này đến tuổi thành hôn thì họ cưới nhau. Quý vị có biết cặp vợ chồng này sống với nhau như thế nào không? Suốt ngày người chồng đánh đập người vợ, ông đánh vợ bất kỳ lúc nào, bất luận đang cầm vật gì trên tay, cả lúc đang ăn cơm cũng đánh vợ bằng đũa. Ông ta vừa đánh vừa chửi, cho dù người vợ chẳng làm điều gì sai trái. Một hôm thiền sư Chí Công đi qua nhà họ, người phụ nữ bèn thưa với ngài: "Chồng con ngày nào cũng đánh và giữ con quá chừng mà con không biết tại sao. Bạch ngài, xin ngài hãy dùng ngũ nhãn lục thông bảo cho con biết mối tương quan nhân quả của chúng con đời trước ra sao mà đời nay chồng con đánh đập và chửi mắng con hoài vậy." Thiền sư Chí Công đáp: "Tôi sẽ nói rõ tương quan nhân quả của hai người cho mà nghe. Trong đời trước bà là một người đàn ông, ngày nào bà cũng đánh đập chửi mắng con lừa, thúc giục nó phải kéo cối xay bột. Ông chủ ấy thường đánh con lừa bằng cái chổi tre. Nay ông chủ được đầu thai lại làm người phụ nữ, đó chính là bà. Còn con lừa thì được đầu thai làm người chồng. Nay ông ta thường hay đánh đập chửi mắng bà, cũng như kiếp trước bà đã thường đánh chửi ông, tức là con lừa vậy. Nay bà đã hiểu rõ nhân quả tương quan với nhau rồi, tôi sẽ bày cho một cách để chấm dứt dòng oán nghiệp này. Bà hãy cất giấu tất cả mọi dụng cụ trong nhà, ngoại trừ cái chổi đuôi ngựa, chổi dây. Khi người chồng thấy chẳng còn vật gì dùng để đánh cô, anh ta sẽ cầm chổi dây này để đánh. Cứ để cho anh ta đánh vài trăm roi thì nợ cũ của bà mới được trả. Lúc đó bà mới báo cho anh ta biết nhân đời trước và quả đời sau báo ứng với nhau rất rõ ràng, như tôi vừa giải thích cho bà. Anh ta sẽ không còn đánh bà nữa." Người phụ nữ làm đúng như lời thiền sư Chí Công chỉ dạy. Khi người chồng về đến nhà, ông ta liền kiếm vật gì đó để đánh vợ. Chỉ còn thấy chiếc chổi đuôi ngựa, ông ta cầm lấy và đánh. Thông thường như mọi khi, cô ta tìm cách chạy trốn, nhưng lần này cô ta kiên nhẫn ngồi đó chịu đòn cho đến khi ông chồng ngừng tay. Thấy lạ, ông ta hỏi tại sao bà không bỏ chạy. Cô ta kể lại việc được thiền sư Chí Công giải thích cặn kẽ tương quan nhân quả của hai người. Ông chồng nghe xong ngẫm nghĩ: "Vì thế thì từ nay ta không nên đánh chửi cô ta nữa. Nếu còn đánh thì kiếp sau cô ta sẽ đầu thai trở lại rồi tìm ta để đánh chửi." Từ đó ông chồng không còn đánh mắng người vợ nữa. Thế nên quý vị phải biết mọi người đều có sự quan hệ với nhau tương ứng với nhân đã tạo. Quý vị chẳng thể nào biết được trong đời trước ai đã từng là mẹ, là anh, là cha hay là chị em của mình. Cái nhân đã tạo ở đời trước sẽ tạo thành quả đời này và nhất định có liên quan đến bà con quyến thuộc của mình. Nếu quý vị hiểu được đạo lý nhân quả thì quý vị có thể chuyển hóa, biến cải được nhân bằng cách từ bỏ những việc ác. Còn một chuyện nữa về thiền sư Chí Công. Một ngày ngài ăn hai con chim bồ câu, ngài rất thích món ăn này. Người đầu bếp nghĩ rằng món thịt bồ câu chắc là rất ngon, nên ngày nọ anh ta quyết định nếm thử. Anh ta làm việc này với hai ý nghĩ: một mặt là muốn thử xem thức ăn hôm nay mình làm có ngon hay không. Một mặt khác, anh ta nghĩ rằng ngài Chí Công ngày nào cũng thích ăn bồ câu, nhất định đây là một món ăn rất ngon, nên muốn thưởng thức một chút rồi mới đem đến cho thiền sư dùng. Khi người đầu bếp mang thức ăn đến, ngài nhìn đĩa thức ăn và hỏi: "Hôm nay có ai nếm trộm thức ăn này, có phải chính anh không?" Người đầu bếp liền chối, thiền sư liền bảo: "Anh còn chối, tôi sẽ cho anh thấy tận mắt ai là người nếm trộm, hãy nhìn đây." Ngài liền ngồi ăn, ăn hết hai con bồ câu rồi, ngài liền há miệng rộng. Trong đó, một con bồ câu liền vỗ cánh bay ra, còn con kia thì bị mất một cánh, không thể bay lên được. Thiền sư mới bảo: "Anh thấy đó, nếu anh không nếm trộm thì tại sao con bồ câu này không thể bay được? Chính là vì ông đã ăn hết một cánh của nó." Chuyện này làm cho anh đầu bếp biết thiền sư Chí Công không phải là người thường. Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát, thế nên ngài có năng lực biến những con bồ câu bị nấu thành thức ăn rồi thành bồ câu sống. Không phải là Bồ Tát không làm chuyện này được.
Thiền sư Chí Công còn thường ăn một loại cá gọi là tuệ ngư, cũng đem cá ra nấu nướng rồi ngài ăn từ đuôi lên đầu, nhưng sau đó ngài lại há miệng ra làm cá sống lại. Vì vậy những việc này là rất thường đối với cảnh giới của hàng Bồ Tát. Thiền sư Chí Công là một vị Bồ Tát, nhưng không bao giờ ngài nói: các ngươi biết không, ta là một vị Bồ Tát, ta đang giáo hóa chúng sanh, ta có đại nguyện này, hạnh nguyện kia. Các vị không bao giờ móng khởi ý niệm ấy, cho nên chúng ta là hàng phàm phu, dù có thấy chư Phật hay Bồ Tát cũng không thể nào nhận biết được. Việc làm của Bồ Tát cũng gần như hành xử của người thường, nhưng thực chất lại không giống nhau, là vì phàm phu khi hành động chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình, không nghĩ đến sự giúp đỡ cho người khác, còn Bồ Tát thì chỉ nghĩ đến lợi ích của người khác mà không nghĩ đến mình. Khác nhau là ở điểm này: Bồ Tát thì tự làm lợi ích cho mình, còn lo làm lợi ích cho người khác, tự giác ngộ mình xong rồi giúp cho người khác giác ngộ, tự độ hoàn toàn, lợi tha hoàn toàn. Ý nghĩa của chú Đại Bi mà tôi đang giảng cũng nằm trong đạo lý này vậy. 14. Tát bà A Tha đậu du bằng. Câu chú này chia làm ba phần. Khi trì tụng lên, câu chú có ba nghĩa khác nhau. Tát bà có nghĩa là tất cả, còn có nghĩa là bình đẳng, nên tát bà biểu tượng cho ý thứ hai trong mười tâm là bình đẳng tâm. A Tha đậu dịch nghĩa là phú lạc vô bần, giàu có an lạc, không nghèo nàn về tâm linh, đạo lý, Phật pháp. Còn dịch nghĩa là như ý bất diệt. Như ý nghĩa là ước nguyện điều gì cũng đều được thành tựu. Bất diệt nghĩa là sự thành tựu do nguyện ấy vĩnh viễn không tiêu mất. Trong 10 loại tâm thì đây là vô vi tâm, nghĩa là phú lạc vô bần và như ý bất diệt. Du bằng dịch là nghiêm tịnh vô ưu, là thanh tịnh và trang nghiêm. Trang nghiêm lại thêm thanh tịnh, cho nên không có sự lo phiền ưu não. Câu chú này biểu tượng cho tâm thứ 9, vô kiến thủ tâm. Kiến thủ là một trong năm món ngũ lợi sử, nghĩa là khi quý vị vừa trông thấy một vật gì, tâm liền khởi niệm muốn chiếm đoạt giữ lấy. Nên với tâm thứ 9, vô kiến thủ tâm là trạng thái không có mảy may vọng động về sự chấp thủ đối với pháp và ngã, đối với chủ thể cũng như khách thể, đối với ngoại cảnh cũng như dòng chuyển biến của thức tâm. 15. A Thệ Dựng. A Thệ Dựng là tiếng Phạn, dịch nghĩa vô tỷ pháp, không có pháp nào có thể so sánh được với pháp này. Còn có nghĩa là vô tỷ giáo, nghĩa là không có đạo giáo nào có thể so sánh được. Câu chú này biểu tượng cho tâm thứ 7, được gọi là Ti Hạ Tâm, là tâm rất cung kính và tùy thuận bất kỳ người nào mình gặp. Câu chú này còn biểu tượng cho tâm thứ 8, gọi là Vô Tạp Loạn Tâm. Đây chính là pháp thanh tịnh không chút cấu nhiễm, chính là pháp Bát Nhã Tâm của Quán Thế Âm Bồ Tát. 10 loại tâm này là tướng của Đà La Ni, chúng ta phải đem những đạo lý này hành trì không sao nhãn và gián đoạn. Chúng ta tu tập theo tinh thần của Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni thì chắc chắn sẽ thành tựu đạo nghiệp, đắc thành chánh quả. 16. Tát Bà Tát Đá, Na Ma Bà Tát Đa, Na Ma Bà Già. Tát Bà Tát Đá là tiếng Phạn, dịch là Đại Thân Tâm Bồ Tát. Na Ma Bà Tát Đa, Hán dịch là Đồng Trinh Khai Sĩ, là tên gọi khác của Pháp Dương Tử, cũng là hàng Bồ Tát. Đồng Trinh là biểu tượng cho bản tánh, còn Khai Sĩ cũng là một danh hiệu khác của Bồ Tát, có nơi gọi là Đại Sĩ. Các vị Bồ Tát lúc sắp thành tựu Phật quả đều được gọi là Pháp Dương Tử, tên gọi của hàng Thập Địa Bồ Tát. Na Ma Bà Già, Hán dịch là Vô Đẳng Đẳng, giống như ý nghĩa trong Bát Nhã Tâm Kinh: Cố Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thị Đại Thần Chú, Thị Đại Minh Chú, Thị Vô Thượng Chú, Vô Đẳng Đẳng Chú. Quý vị có thể hỏi, cái gì không thể sánh bằng? Đó là Bà Già, Hán dịch là Thế Tôn. Bà Già là chư Phật thường trụ ở khắp trong mười phương. 17. Ma Phạt Đặc Đậu. Ma Phạt Đặc Đậu dịch nghĩa là Thiên Thân Thế Hữu. Câu chú này có nghĩa là
kính lại chư Bồ Tát, xin hãy duỗi lòng từ bi cứu giúp con. Xin các ngài hãy là thân quyến ở cõi trời của chúng con và là người bạn ở cõi thế gian này của chúng con, để hộ trì cho mọi thiện pháp được thành tựu. Câu chú này thỉnh nguyện sự gia trì của mười phương chư Phật và chư Bồ Tát. 18. Đát Điệp Tha Án. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói: Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú giết. Đát Điệp Tha Hán dịch là tức thuyết chú giết, còn dịch là sở dị. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng tâm đại bi mà nói ra chơn ngôn này, nói bằng các chủng tự của Phạm Thiên. Đát Điệp Tha còn có nghĩa là thủ ấn, nghĩa là kết ấn bằng tay, cũng gọi là trí nhãn, nghĩa là khai mở con mắt trí tuệ của chúng sinh. Đát Điệp Tha lại còn có ý nghĩa là vô lượng pháp môn tu học và trí huệ nhãn cũng vô lượng, đó là ý nghĩa của sở vị. Chữ án như đã nói ở trước, khi quý vị trì niệm đến chữ án thì quỷ thần đều phải chắp tay cung kính lắng nghe người niệm chỉ giáo. Chữ án còn có công năng lưu xuất nhiều pháp môn sau đây. 19. A Bà Lô Hê. A Bà Lô Hê chính là Bồ Tát Quán Thế Âm, có nghĩa là quán sát, dùng trí tuệ để quán sát mọi âm thanh ở thế gian. Trong thế gian có nhiều loại âm thanh, Bồ Tát Quán Thế Âm quán sát âm thanh, tiếng kêu than cầu xin cứu khổ của người ở thế gian khi họ không thể vượt qua nổi những khổ nạn. 20. Lô Ca Đế. Lô Ca Đế nghĩa là tự tại hoặc là thế tôn. Hợp lại hai câu trên, A Bà Lô Hê Lô Ca Đế nghĩa là Bồ Tát dùng trí tuệ để quán sát âm thanh ở thế gian, chính là danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. 21. Ca Ra Đế. Ca Ra Đế dịch là bi giả, là người có lòng từ bi rộng lớn, thường cứu giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau và thất vọng. Người mà có thể cứu giúp cho chúng sinh dơi bớt khổ đau là một người đại bi. Ca Ra Đế còn có nghĩa là tác giả, người có thể làm cho đạo nghiệp sinh khởi, giúp cho mọi chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề, phát nguyện làm những việc khó làm như hành Bồ Tát Đạo để tiến tới tự thành Phật quả. 22. Di Hê Rị. Di Hê Rị dịch nghĩa là thuận giáo. Khi quý vị trì tụng đến câu chú này, nghĩa là quý vị tự phát nguyện: con nhất quyết thực hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ giáo hóa cho tất cả chúng sanh. Con nguyện nương theo giáo pháp Ngài đã dạy mà tu hành. Di Hê Rị còn có nghĩa là y giáo phụng hành, nương theo lời dạy của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như Quán Thế Âm của tự tâm để thực sự tu trì. 23. Maha Bồ Đề Tát Đỏa. Maha có nghĩa là đại, là to lớn. Bồ Đề có nghĩa là giác đạo, là giác ngộ được đạo lý chân chính. Tát Đỏa hán dịch là đại võng mãnh giả. Câu này có nghĩa chư vị Bồ Tát là người phát tâm đại Bồ Đề rất võng mãnh và phát tâm tu hạnh Bồ Đề. Phát Bồ Đề tâm nghĩa là gieo trồng nhân giác ngộ. Tu Bồ Đề hạnh là dung trồng, tưới tẩm cho hạt giống Bồ Đề đã gieo được nảy mầm, rồi mới mong gặt được quả giác ngộ, tức là quả vị vô thượng Bồ Đề. Đây là ý nghĩa của câu chú Maha Bồ Đề Tát Đỏa. Câu chú này thuyết minh về công hạnh trang nghiêm viên mãn của chư vị Bồ Tát là do định huệ song tu. Khi định đã lắng trong thì huệ cũng được chiếu sáng. Khi huệ đã viên mãn thì định viên dung. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm đã đạt được định lực viên mãn nên xuất sinh trí tuệ sáng suốt. Vì Bồ Tát đã đạt được trí tuệ viên mãn nên Ngài mới đạt được định lực lắng trong. Không có định thì chẳng có huệ, và không có huệ thì chẳng đạt được định, nên gọi định huệ không hai là vậy. Do nhờ tu tập vô số công hạnh mà Bồ Tát được trang nghiêm thân tướng, nên chư vị không rời bỏ một pháp nào, dù nhỏ bé hoặc vô cùng vi tế. Dù một việc thiện nhỏ nhất cho đến lớn nhất, chư vị Bồ Tát đều hoàn tất chu đáo, nên kinh có dạy: chớ khinh việc thiện nhỏ mà không làm,
chớ xem thường việc ác nhỏ mà không tránh. Các vị Bồ Tát thường siêng năng làm các điều thiện và dứt khoát từ bỏ các việc ác. Chư vị phát Bồ Đề tâm và đạt được quả vị giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Chư vị trang nghiêm pháp thân bằng vô số công hạnh. Chư vị phát đại bi tâm, thực hành đại pháp vô duyên từ, tùy theo tâm lượng của chúng sinh mà làm Phật sự. Nhưng chính các vị Bồ Tát, tự bản tánh và bản thể của các ngài không hề gợn một mảy may tướng trạng của chúng sinh tâm. Các ngài tự thấy mình và toàn thể chúng sinh có đồng một thể tánh, không hề phân hai. Các ngài không chỉ chịu khổ cho riêng mình mà ước nguyện giúp cho chúng sinh thoát khỏi mọi khổ lị. Dù các ngài chuyển hóa tất cả mọi sự thống khổ cho chúng sinh mà không hề dính mắc chút nào vào việc mình có độ thoát cho chúng sinh, các ngài không bao giờ tự cho rằng tôi đã cứu độ cho anh rồi, nay anh phải cảm ơn tôi đã giúp anh thoát khỏi mọi phiền não, anh phải tỏ ra biết ơn tôi. Chính vì chư vị Bồ Tát không có tâm niệm như vậy nên các ngài mới có thể ứng hiện 32 thân tướng để kịp thời đáp ứng mọi tâm nguyện của mọi loài chúng sinh. Chẳng hạn như cần ứng hiện thân Phật để độ thoát chúng sinh, thì chư vị Bồ Tát liền ứng hiện thân Phật để giảng dạy giáo pháp cho chúng sinh, khiến họ được giải thoát. Nếu cần thiết hiện thân Bích Chi Phật, thì các ngài liền ứng hiện thân Bích Chi Phật để giáo hóa chúng sinh, giúp họ được giải thoát. Cũng như vậy, các ngài có thể ứng hiện thân A-la-hán, vua chúa, để giúp cho chúng sinh được độ thoát. Chư vị Bồ Tát có khả năng hóa hiện thành 32 ứng thân để cứu độ các loài chúng sinh. Các ngài cũng có được 14 pháp vô úy và 4 pháp bất khả tư nghị. Đó là 4 loại thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn. Các ngài đã chứng đạt được quả vị chân thật viên thông, đã thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề. Đó là sự thành tựu quả vị của Bồ Tát Quán Thế Âm. 24. Tát Bà Tát Bà. Tát Bà Tát Bà hán dịch là nhất thiết lợi lạc. Câu chú này bao hàm cả bảo thủ nhãn ấn pháp, nghĩa là mang đến mọi thứ lợi lạc cho mọi người. Bằng cách hành trì ấn pháp này, quý vị có khả năng đem sự an vui lợi lạc đến cho hết thảy mọi loài chúng sinh. Thiên dương, diêm dương, quỷ dương đều chấp hành theo người trì tụng ấn chú này. Quý vị bảo họ, hãy thả tội nhân này ra, thì diêm dương liền tức khắc thả ra liền. Vì sao vậy? Vì quý vị đã có được bảo ấn này. Bảo ấn này cũng như ấn của vua vậy, trên chiếu thư có ngọc ấn của vua, thì khắp thiên hạ, ai có trách nhiệm gì cũng phải tuân theo chiếu thư mà thi hành, không ai dám chống lại. Với bảo ấn, quý vị có thể làm lợi lạc an vui cho mọi loài chúng sinh. Quý vị có thể chỉ bảo cho họ biết sự lợi lạc để phát nguyện hành trì, và sẽ đạt được sự an lành. Vì vậy nên gọi là nhất thiết lợi lạc. Người Trung Hoa đều biết có một vị tiên biết sử dụng một ấn chú gọi là Tiên Thiên Ấn. Người con của Quảng Thành Dương cũng có một Tiên Thiên Ấn, chính là ấn này vậy. Đạo Lão gọi là Tiên Thiên Ấn, Bồ Tát Quán Thế Âm gọi là Bảo Ấn. Nếu quý vị dụng công hành trì thì nhất định sẽ thành tựu Bảo Ấn này. Khi thành tựu rồi, nếu có người vừa mới chết hoặc sắp chết, quý vị chỉ cần trì ấn này vào một tờ giấy và viết vài dòng cho Diêm Vương, hãy tha cho người này sống lại ngay, hãy tha cho anh ta trở về dương gian. Diêm Vương không dám từ chối. Diệu dụng của bảo ấn có thể giúp cho người chết sống lại, nhưng để sử dụng được bảo ấn này, trước hết quý vị phải thành tựu công phu tu tập đã. Nếu công phu chưa thành tựu thì chẳng có kết quả gì. Thế nào nghĩa là thành tựu công phu tu hành? Cũng giống như đi học, trước hết quý vị phải vào tiểu học, rồi lên trung học, rồi thi vào đại học, rồi cuối cùng có thể được học vị tiến sĩ. Tu tập để thành tựu bảo ấn này cũng như đạt được học vị tiến sĩ vậy. Nhưng tạm ví dụ vậy thôi, chứ bảo ấn này không có gì so sánh được. Tát bà nghĩa là lợi lạc cho tất cả mọi loài chúng sinh. Quý vị thấy sự diệu dụng vô biên đến như thế, nên gọi ấn này là bảo ấn.
nếu quý vị muốn sử dụng được bảo ấn này thì phải công phu tu trì qua cả 42 thủ nhãn. Tát bà Tát bà chỉ là một trong 42 ấn pháp ấy thôi. Có người nghe tôi giảng như vậy sẽ khỏi nghĩ rằng ta sẽ tu tập bảo ấn này ngay, để bất kỳ lúc nào có người sắp chết ta sẽ sử dụng ấn này ra lệnh cho Diêm Vương không được bắt người ấy chết. Quý vị cứ thực hành, quý vị có thể giúp người kia khỏi chết, nhưng đến khi quý vị phải chết thì chẳng có người nào giúp quý vị thoát khỏi chết bằng bảo ấn này cả. Tôi đã có dịp sử dụng ấn này hai lần, một lần ở Mãn Châu và một lần ở Hương Cảng. Lần ở Mãn Châu là trường hợp cứu một người sắp chết. Người này chắc chắn sẽ chết nếu tôi không sử dụng bảo ấn này. Vào một chiều trời mưa ngày 18 tháng 4 âm lịch, một người tên là Cao Đức Phúc đến chùa Tam Duyên, nơi tôi đang ngủ. Anh ta quỳ trước tượng Phật, cầm một cây dao bọc trong giấy báo, chuẩn bị sẵn sàng chặt tay để cúng dường chư Phật. Quý vị nghĩ sao? Anh ta khôn ngoan hay không? Dĩ nhiên là quá ngu dại. Tuy nhiên sự ngu dại của anh ta lại xuất phát từ lòng hiếu đạo. Quý vị biết không, mẹ anh ta bị bệnh trầm trọng gần chết. Do vì thường ngày mẹ anh ta nghiện thuốc phiện nặng, nhưng bệnh bà quá nặng đến mức hút thuốc phiện cũng không được nữa. Bà ta nằm co quắp chẳng ăn uống gì, đầu lưỡi đã trở sang màu đen, môi miệng nứt nẻ. Bác sĩ Đông Tây Y đều bó tay, không hy vọng gì còn chữa trị được. Nhưng người con trai của bà nguyện lại Bồ Tát rất linh cảm: con nguyện đến chùa Tam Duyên chặt tay cúng dường chư Phật. Với lòng chí thành, con nguyện cho mẹ con được lành bệnh. Ngay khi chàng trai sắp chặt tay, có người nắm tay anh ta lôi lại đằng sau rồi nói: anh làm gì vậy? Anh không được vào đây mà tự sát. Anh ta trả lời: tôi chỉ chặt tay cúng dường chư Phật, cầu nguyện cho mẹ tôi được lành bệnh, ông đừng cản tôi. Chàng trai chống lại, nhưng người kia không để cho anh ta chặt tay, nên liền cho người báo cho hòa thượng trụ trì biết. Hòa thượng cũng không biết phải làm sao, ngài liền phái cư sĩ Lý Cảnh Hoa, người hộ pháp đắc lực của chùa, đi tìm tôi. Dù lúc ấy tôi vẫn còn là chú Sa Di, tôi được giao nhiệm vụ như là tri sự ở chùa Tam Duyên. Chỉ dưới hòa thượng trụ trì, tôi chỉ là một chú tiểu, nhưng không giống như những chú tiểu cùng ăn chung nồi, ngủ chung chiếu. Tôi thức dậy trước mọi người và ngủ sau tất cả mọi người. Tôi làm những việc mà không ai muốn làm và chỉ ăn một ngày một bữa trưa, không ăn phi thời. Tu tập chính là sửa đổi những sai lầm vi tế. Nếu khi chưa chuyển hóa được những lỗi lầm nhỏ nhặt ấy, có nghĩa là mình còn thiếu năng lực trong công phu. Hòa thượng trụ trì giao việc đó cho tôi liền đến bạch hòa thượng: Phật tử đến cầu hòa thượng cứu giúp, nay hòa thượng lại giao cho con. Hòa thượng làm cho con thật khó xử. Hòa thượng trụ trì bảo: con hãy đem lòng từ bi mà cứu giúp họ. Hòa thượng dạy những lời rất chí lý. Tôi vốn chẳng ngại khó nhọc, nên khi nghe những lời đó tôi rất phấn khích. Tôi thưa: bạch hòa thượng, con sẽ đi. Tôi bảo chàng trai: anh hãy về nhà trước, tôi sẽ theo sau. Anh ta nói: nhưng thầy chưa biết nhà con. Tôi đáp: đừng bận tâm về tôi, hãy cứ về nhà trước. Lúc ấy là vào khoảng 5 giờ chiều, mặt trời vừa xế bóng. Anh ta đi theo đường lộ chính, còn tôi đi theo đường mòn. Nhà anh ta cách chùa chừng 6 dặm. Anh ta quá đổi sửng sốt khi về đến nơi, anh ta đã thấy tôi ngồi đợi anh trong nhà. Bạch thầy, sao thầy biết nhà con mà đến sớm vậy? Tôi nói: có lẽ anh vừa đi vừa chơi, hoặc anh ham xem bóng đá hay truyền hình gì đó. Cậu ta đáp: thưa không, còn cố hết sức đi thật nhanh để về nhà. Tôi nói: có lẽ xe đạp của anh đi không được nhanh như xe tôi, nên tôi đến trước. Ngay khi vào thăm bà mẹ, tôi thấy không thể nào cứu sống bà ta được, nhưng tôi vẫn quyết định cố gắng hết sức để cứu bà. Tôi dùng bảo ấn viết mấy dòng: chàng trai này có tâm nguyện rất chí thành, nguyện chặt tay cúng dường chư Phật để cứu mẹ sống. Tôi đã ngăn cản anh ta chặt tay, bằng mọi cách xin cho mẹ anh ta được sống. Tôi gửi bảo ấn đi. Sáng hôm sau, bà ta vốn đã nằm bất động suốt 7-8 ngày nay, chợt ngồi dậy gọi con trai bằng tên tục: Phúc ơi, Phúc ơi, mẹ đói quá, cho mẹ tí cháo. Chàng trai suốt 7-8 ngày nay không nghe mẹ gọi, nay cực kỳ vui sướng. Anh ta chạy đến bên giường nói với mẹ:
Mẹ ơi, mẹ đã nằm liệt giường suốt 8 ngày nay, bây giờ mẹ khỏe rồi chứ? Bà ta trả lời: Chẳng biết bao lâu nữa, mẹ bị rượt chạy trong một cái hang tối đen thâm thẳm, không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ánh sao hay đèn đuốc gì cả. Mẹ chạy và cứ chạy hết ngày này qua ngày khác để tìm đường về nhà mình. Mẹ có kêu nhưng chẳng ai nghe. Cho đến đêm hôm qua, mẹ mới gặp một vị sư khổ hạnh mang y cà sa đã mòn cũ. Vị này đã dẫn mẹ về nhà: Con cho mẹ ăn tí cháo loãng để cho đỡ đói. Người con nghe mẹ nói đến vị sư liền hỏi: Nhà sư mà mẹ gặp dung mạo như thế nào? Bà đáp: Ngài rất cao, nếu mẹ được gặp lại, mẹ sẽ nhận ra ngay. Lúc đó tôi đang nghỉ trên giường, anh ta liền đến bên tôi chỉ cho mẹ và hỏi: Có phải vị sư này không? Bà nhìn tôi chăm chú rồi kêu lên: Đúng rồi, chính thầy là người đã đưa mẹ về nhà. Lúc đó toàn gia quyến chừng 10 người, gồm cả già trẻ, đều quỳ xuống trước mặt tôi thưa: Bạch thầy, thầy đã cứu mẹ con sống lại, nay toàn gia đình chúng con cầu xin được quy y thọ giới với thầy. Bất luận nhà chùa có việc gì, con nguyện đem hết sức mình xin làm công quả và tuân theo lời chỉ dạy của thầy để tu hành. Về sau dân cả làng này đều đến chùa xin quy y và cầu xin tôi chữa bệnh cho họ. Tôi bảo: Tôi chỉ có phép chữa bệnh bằng cách đánh đòn, quý vị có chịu thì tôi chữa. Họ đồng ý và tôi phải chữa, có nghĩa là bắt người bệnh nằm xuống, đánh một người ba hẹo bằng cái chổi tre. Đánh xong tôi hỏi: Đã hết bệnh chưa? Thật là ngạc nhiên, họ lành bệnh thật. Đó là một chuyện phiền phức xảy ra ở Mãn Châu. Lần thứ hai tôi dùng bảo ấn này là ở Hương Cảng, khi cha của cô Madalena Lu ở tuổi 79 bị bệnh. Các vị bói toán đều bảo rằng ông ta chắc chắn sẽ qua đời trong năm này. Ông ta đến gặp tôi xin quy y Tam Bảo để cầu nguyện gia hộ cho ông được sống thêm ít năm nữa. Ông thưa: Bạch thầy, xin thầy giúp cho con được sống thêm một thời gian nữa. Tôi bảo: Vậy là ông chưa muốn chết, tôi sẽ giúp cho ông sống thêm 12 năm nữa, được không? Ông rất mừng vội đáp: Thưa vâng, được như vậy thật là đại phúc. Rồi tôi chú nguyện cho ông ta và ông ta được sống thêm 12 năm nữa. Tuy nhiên, quý vị không nên dùng ấn pháp này để giúp cho người ta khỏi chết hoặc là cứu họ sống lại khi họ đã chết rồi. Nếu quý vị làm như vậy, quý vị trở nên đối đầu với Diêm Vương. Lúc ấy Diêm Vương sẽ nói: Được rồi, thầy đã giúp cho người ta khỏi chết, nay thầy phải thế mạng. Đến khi quý vị gặp cơn vô thường, chẳng có ai dùng bảo ấn này để giúp được cả. Nếu quý vị nghĩ rằng mình có thể sử dụng bảo ấn để cứu mình khỏi chết là quý vị lầm. Diệu dụng của ấn pháp cũng giống như lưỡi dao, tự nó không thể cắt đứt được chuôi dao của chính nó. Nên khi quý vị gặp bước đường cùng thì cũng giống như chuyện vị Bồ Tát bằng đất nung. Bồ Tát bằng đất nung đi qua biển, khó lòng giữ thân được vẹn toàn. Vậy nên nếu quý vị dù đã thông thạo trong khi sử dụng ấn pháp này cũng phải công phu hành trì thêm. Vì lý do này mà tôi ít để ý đến việc riêng của người khác nữa. 25. Mara Mara. Hai câu chú này Hán dịch là tăng trưởng, cũng có nghĩa là như ý hoặc tùy ý. Đó là công năng của Như Ý Châu Thủ Nhãn, làm tăng trưởng phước huệ, làm cho mọi việc đều được tốt lành như ý. Như ý nghĩa là tùy thuận với tâm nguyện mà được đáp ứng. Quý vị có thấy lợi ích vô biên của ấn pháp này không? Vì vậy nên công năng ấn pháp này là thứ nhất trong 42 thủ nhãn ấn pháp. Diệu dụng của Như Ý Châu Thủ Nhãn vượt ngoài sự diễn tả bằng ngôn ngữ. Nếu quý vị muốn giàu có, hãy hành trì theo thủ nhãn ấn pháp này. Một khi đã thành tựu rồi thì quý vị sẽ có được mọi thứ và không còn bận tâm về nghèo khổ nữa. Quý vị luôn luôn giàu có và được vô lượng phước lạc. 26. Mahe Mahe Rị Đà Dựng. Mahe Mahe, Hán dịch là vô ngôn cực ý. Vô ngôn nghĩa là không cần phải nói nữa.
Cực ý có nghĩa là ý niệm kia đã đạt đến chỗ tối thượng, đã đạt chỗ vi diệu rồi. Mahe Mahe cũng còn có thể dịch là tự tại. Tự tại như Đại Phạm Thiên Vương không buồn, không phiền, không lo, không giận, suốt ngày đều được tự chủ và an vui. Đây là ngũ sắc vân thủ nhãn. Khi kiết ấn này sẽ làm lưu xuất ra mây lành ngũ sắc, và hành giả sẽ đạt được năng lực tự tại phi thường. Diệu dụng và năng lực tự tại của ấn pháp này thực là vô lượng vô biên. Rị đà dựng là thanh liên hoa thủ nhãn, có nghĩa là liên hoa tâm. Khi quý vị hành trì ấn pháp này thành tựu, sẽ được mùi hương hoa sen xanh tỏa ra và được mười phương chư Phật tán thán. Sự vi diệu thật khó có thể nghĩ bàn, đúng là pháp Phật cao siêu thật nhiệm màu, trăm ngàn ức kiếp khó tìm cầu. 27. Kulo Kulo Yết Mông. Kulo Kulo hán dịch là tác pháp, hoặc dịch là tác dụng trang nghiêm, lại còn có nghĩa là suy loa giải giới. Đây ta chính là bảo loa thủ nhãn ấn pháp. Nay chúng ta đang sống trong thời mạt pháp, nhiều người nghĩ rằng chỉ cần trì tụng chú Đại Bi là khế hợp với chân tinh thần Phật pháp rồi, nhưng thực ra không phải thế. Chú Đại Bi là gọi thay cho 42 thủ nhãn ấn pháp, và diệu dụng của chú Đại Bi là diệu dụng của 42 thủ nhãn ấn pháp, đó chính là toàn thể của chú Đại Bi. Nếu quý vị chỉ biết trì niệm chú Đại Bi mà không hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp, thì như người có tay mà không có chân nên không thể đi được. Mặt khác, nếu quý vị chỉ biết hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp mà không trì niệm chú Đại Bi, thì cũng như người có chân mà không có tay, không làm gì được cả, cũng vô dụng mà thôi. Vậy nên để liễu triệt chú Đại Bi, trước hết quý vị phải thông đạt 42 thủ nhãn ấn pháp, rồi phải trì tụng chú Đại Bi nữa, mới được gọi là người thành tựu rốt ráo diệu pháp này của chư Phật. Không phải chỉ vừa mới nghe pháp sư giảng về chú Đại Bi xong rồi liền nói: "À, tôi đã hiểu được câu chú đó nghĩa là gì rồi." Hiểu như thế cũng chẳng ích lợi gì cả, cũng giống như người có thân thể nhưng chẳng có tay chân gì cả. Quý vị đã có đủ cả thân thể tay chân, phải giúp cho chúng hoạt động phối hợp với nhau mới làm nên phước đức được. Bảo loa thủ nhãn ấn pháp là dùng để tác pháp. Khi quý vị kiến lập đạo tràng, quý vị nên dùng bảo loa ấn pháp này. Khi quý vị tác pháp này thì những âm thanh vang lên tận cõi trời, thấu tận địa ngục, khắp cõi nhân gian và khắp mọi nơi đều có ảnh hưởng. Bất kỳ mọi nơi nghe đến âm thanh này đều ở trong sự điều khiển của người trì ấn pháp. Các loài yêu ma quỷ quái đều phải tuân phục, không thể xâm hại. Đây còn gọi là sự kiết giới. Ấn pháp này cũng còn gọi là tác dụng trang nghiêm, có nghĩa là dùng cơn lốc quang minh tâm lực của bảo loa ấn pháp sẽ tạo nên một pháp âm vi diệu, khiến cho đất bằng hóa thành vàng rồng, đều được trang nghiêm bằng bảy thứ châu báu. Thật là vi diệu khó thể nghĩ bàn. Quý vị Phật tử đang tu học Phật pháp nên biết rằng trong 300 năm trở lại đây không có ai hành trì được 42 thủ nhẫn ấn pháp, và cũng chẳng có ai thông hiểu được các ấn pháp này. Nay chúng ta đã hiểu được chú Đại Bi, chúng ta nên chí thành và phát tâm kiên cố hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp này, rồi sẽ có được diệu dụng. Yết Mông là tiếng Phạn, vốn là ngôn ngữ của Đại Phạm Thiên, chứ không phải là ngôn ngữ của Ấn Độ. Nhưng văn pháp ngôn ngữ Ấn Độ cũng căn cứ trên ngôn ngữ của Đại Phạm Thiên. Yết Mông là tiếng Phạn, hán dịch là biện sự, cũng dịch là công đức, có nghĩa là làm tất cả mọi việc có công đức lợi lạc cho mọi người. Làm việc lợi lạc công đức cho mọi người cũng chính là tạo công đức cho chính mình. Bồ Tát thực hành hạnh tư lợi và lợi tha, tự giác ngộ giải thoát cho mình và giác ngộ giải thoát cho người khác. Câu chú này nói đến sự thực hành lục độ và vạn hạnh, đó chính là Bạch Liên Hoa thủ nhãn ấn pháp. Hãy tưởng tượng quý vị đang cầm trong tay đó hoa sen trắng,
tay quý vị cầm cành hoa sen và miệng trì niệm chú yết mông yết mông. Không những quý vị trì tụng chú mà còn hành trì mật ấn. Khi trì tụng cả hai pháp này, quý vị mới có thể tạo nên mọi công đức. Khi quý vị trì tụng chú Đại Bi, đồng thời cũng thông hiểu được cách hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp, thì quý vị mới có thể thành tựu lục độ vạn hạnh. Diệu dụng bất khả tư nghị, không bao giờ nói hết được. Nếu có thể nói được chỗ nhiệm màu ấy, thì nó phải có ngần mé. Mà những điều màu nhiệm thì không có hạn lượng, không có chỗ khởi đầu và kết thúc. Với sự trì niệm yết mông, quý vị có thể thành tựu được vô lượng công đức. Trong nhiều đời sau, quý vị mãi mãi được trang nghiêm bởi hương thơm của hoa sen trắng và luôn luôn được hộ trì. Sự vi diệu màu nhiệm của chú Đại Bi dù có tán thán cũng không bao giờ hết, không bao giờ cùng tận. 28. Độ lô, phạt già ra đế. Độ lô, hán dịch là độ hải, nghĩa là vượt qua biển khổ sinh tử, còn dịch nghĩa minh tịnh. Khi đã vượt qua biển khổ sinh tử rồi, quý vị sẽ đạt được trí tuệ sáng suốt, chứng nhập bản thể thanh tịnh, đến được bờ bên kia, tức thể nhập niết bàn. Từ trong bản thể sáng suốt thanh tịnh ấy, trí tuệ sẽ được lưu xuất. Quý vị sẽ hiểu rõ được tất cả mọi pháp môn, chắc chắn quý vị sẽ chấm dứt được dòng sinh tử. Với đại định, tâm quý vị hoàn toàn thanh tịnh, đó là định lực. Khi quý vị có được định lực chân chánh thì có thể vãng sanh ở cõi tịnh độ tươi sáng, đó là thế giới cực lạc. Đây là Nguyệt Tịnh Ma Ni Thủ Nhãn Ấn Pháp, là diệu pháp Đà La Ni do Bồ Tát Nguyệt Quang tuyên thuyết. Ấn pháp Nguyệt Tịnh Thủ Nhãn này có công năng đưa mọi người đến chỗ sáng suốt và an lạc. Phạt già ra đế là bàn bi thủ nhãn ấn pháp. Phạt già ra đế hán dịch là quảng bát trang nghiêm, còn có nghĩa là quảng đại, cũng dịch là độ sinh tử. Nếu quý vị tu tập hành trì bàn bi thủ nhãn ấn pháp này thì quý vị có thể vượt qua biển khổ sinh tử, có nghĩa là giải thoát. Nếu quý vị không công phu hành trì ấn pháp bàn bi thủ nhãn này thì không thể nào vượt thoát bể khổ sinh tử đến bờ giải thoát niết bàn được. 29. Maha Phạt Già Gia Đế. Câu chú này có nghĩa là tối thắng đại pháp đạo. Pháp là quảng đại, tối thắng và đạo cũng quảng đại, tối thắng. Pháp đạo là chân lý vượt lên trên tất cả mọi sự thù thắng nhất trên đời. Đây là bảo kích thủ nhãn ấn pháp. Ấn pháp này có công năng hàng phục các loại thiên ma và ngoại đạo. Công năng của ấn pháp này rất lớn, chẳng hạn ấn pháp này có thể bảo vệ quốc gia chống nạn ngoại xâm. Nếu quốc gia của quý vị sắp bị xâm lăng, và nếu quý vị hành trì ấn pháp này thì vô hình trung quân giặc bắt buộc phải rút lui. 30. Đà La, Đà La. Tiếng Phạn rất khó hiểu, ngay cả những ai đã học tiếng Phạn thông thạo rồi cũng khó có thể hiểu được mật chú và giảng giải rõ ràng được. Tôi chỉ nhờ hiểu được chút ít thần chú Đại Bi mà thôi. Đà La, Đà La là tịnh bình thủ nhãn ấn pháp. Trong tịnh bình này chứa nước cam lồ. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng cành dương liễu rưới nước cam lồ lên khắp chúng sanh trong sáu đường. Bất luận ai gặp khổ nạn hay bệnh tật gì, nếu được Bồ Tát Quán Thế Âm rưới nước cam lồ thì đều thoát khỏi tai nạn ấy. Đà La, Đà La hán dịch là năng tổng trì ấn, là tâm lượng của toàn chúng sinh, chính là Bồ Tát Quán Thế Âm dùng cam lồ thủ nhãn ấn pháp, tịnh bình thủ nhãn ấn pháp và dương chi thủ nhãn ấn pháp, tất cả ba ấn pháp ấy để rưới nước cam lồ lên toàn thể chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi tam đồ lục đạo. 31. Địa Lị Ni. Địa Lị Ni hán dịch rất nhiều nghĩa. Thứ nhất là thậm dõng, nghĩa là dũng khí mãnh liệt, cũng có nghĩa là tịch diệt hoặc khiết tịnh. Thậm dũng là dạng tướng động, tịch diệt là dạng tỉnh,
còn dịch là gia trì và thôi khai. Gia trì có nghĩa là làm cho các ác pháp đều được chuyển hóa hướng về phụng hành theo thiện pháp. Thôi khai là làm cho các nghiệp chướng, tai nạn của chúng sinh đều được tiêu trừ. Đây là khu thi thiết câu thủ nhãn ấn pháp, gọi tắt là thiết câu ấn pháp, có công năng làm cho tất cả quỷ thần thiên long bát bộ đến hộ trì cho hành giả. Nếu quý vị công phu hành trì thành tựu thủ nhãn này thì có thể bảo thiên long làm mưa và sẽ có mưa ngay. Nếu hành giả cần có gió, họ sẽ làm ra gió ngay. Khi hành giả muốn mưa gió đừng hoành hành thế gian nữa, mưa gió sẽ hết ngay. Quý vị sẽ nói, tôi không tin như vậy. Đúng vậy, đó chính là lý do mà tôi muốn nói cho quý vị nghe. Tất cả chỉ là vì quý vị không tin, không có niềm tin và không ở trong cảnh giới này thì khó lòng hiểu nổi. Nếu muốn, quý vị có thể hỏi những người vừa mới từ Đài Loan trở về ngày hôm nay về cơn mưa ở Đài Loan. Khi tôi nói chuyện với Phật tử ở Đài Loan qua điện thoại, họ cho biết trời đang mưa và rất lạnh. Họ mong muốn thời tiết được ấm áp và bớt mưa. Tôi bảo họ hãy yên tâm, chuyện đó sẽ xảy ra. Họ lại thắc mắc, sư phụ có thể khiến trời hết mưa hay sao? Tôi chỉ nói vắn tắt, quý Phật tử hãy đợi xem trời có tạnh mưa hay không. Ngay khi tôi vừa cúp điện thoại thì trời bắt đầu tạnh ráo. Họ đều cho đó là chuyện lạ kỳ. Thực ra đó chẳng phải là gì khác, chính là năng lực của thiết câu thủ nhãn ấn pháp. Quý vị chỉ cần kiết ấn và gọi thiên long đừng làm mưa nữa thì trời sẽ dứt mưa ngay. Loài rồng sẽ chấp hành theo lệnh của quý vị. Chỉ khi quý vị đã thành tựu ấn pháp này và đã thông thạo thiết câu thủ nhãn, rồng phun mưa sẽ tuân theo ấn pháp này và đình chỉ việc làm mưa liền. Quý vị sẽ nghĩ là tôi nói đùa, nhưng đúng là như vậy. Bây giờ tôi đang giảng kinh cho quý vị nghe, và tôi đang nói với quý vị bằng chân ngữ. Đây không phải là chuyện nói đùa. 32. Thất Phật Raja. Mỗi khi quý vị niệm Thất Phật Raja thì toàn pháp giới này có một luồng chớp sáng phát ra. Cứ mỗi niệm Thất Phật Raja là có một luồng quang minh phóng ra bao trùm cả vũ trụ. Thất Phật Raja được dịch là phóng quang, còn dịch là tự tại. Phiên âm từ tiếng Phạn Isara như trong chữ Avalokiteshvara, ở đây có nghĩa là quán, vì có quán chiếu thâm sâu rồi mới được tự tại. Nếu quý vị không có sức quán chiếu thâm sâu thì quý vị sẽ không đạt được năng lực tự tại. Quán chiếu nghĩa là hướng vào bên trong tự tâm mà công phu, chứ không phải hướng ra ngoại cảnh bên ngoài. Nghĩa là hướng vào bên trong mà quán chiếu không ngừng. Hãy tự hỏi, ta có hiện hữu hay không? Ông chủ có hiện hữu trong chính tự thân quý vị không? Quý vị có làm chủ được mình hay không? Mặt mũi xưa nay của ông chủ có hiện hữu hay không? Thường trụ chân tâm thể tánh thanh tịnh có hiện hữu hay không? Nếu những cái đó đều hiện hữu, có nghĩa là quý vị đạt được tự tại. Còn nếu không hiện hữu, có nghĩa là quý vị không có được tự tại. Sự phóng quang cũng mang ý nghĩa tự tại. Nếu quý vị đạt được năng lực tự tại thì quý vị có thể phóng quang. Nếu chưa có được năng lực tự tại thì không thể phóng quang được. Thất Phật Raja cũng được dịch là hỏa diệm quang, cũng gọi là hỏa quang, đó là lửa, nhưng không phải là lửa phát sinh từ tập khí phiền não như quý vị thường nói, tôi vừa nổi nóng như lửa. Đó cũng không phải là lửa xuất phát từ sự sân hận, phẫn nộ, căm hờn của quý vị, mà đó chính là lửa trí tuệ. Đó cũng chính là nước từ trí tuệ tiết ra để dập tắt lửa vô minh. Trí tuệ chân chính hiển lộ khi lửa vô minh bị dập tắt, đó chính là hỏa diệm quang. Khi quý vị trì tụng Thất Phật Raja, tức là quý vị đang phóng quang. Nhưng trước tiên quý vị phải có được năng lực tự tại. Không có năng lực tự tại thì quý vị không thể nào phóng quang được. Hãy nhớ kỹ điều này. Đây là Nhật Tinh Mani thủ nhãn ấn pháp. Ấn pháp này có công năng chữa trị bệnh mắt mờ không thấy rõ.
dùng ấn pháp này khiến cho mắt được sáng lại. 33. Yara-yara. Yara-yara dịch nghĩa là hành động. Đó là hành động như quân đội thi hành một mệnh lệnh hành quân. Hành quân là một mệnh lệnh, nếu quý vị không tuân hành có nghĩa là chống lệnh. Đây là bảo đạt thủ nhãn ứng pháp. Khi quý vị rung chuông, âm thanh vang lên khắp không gian, thông cả thiên đàng, chấn động cả địa giới. Nếu quý vị cần thực hiện việc gì, chỉ cần rung chuông lớn, các loài chư thiên, thiện thần, yêu ma quỷ quái đều tuân theo mệnh lệnh của quý vị. Chẳng hạn như khi có động đất, quý vị chỉ cần rung chuông lên rồi ra mệnh lệnh, quả đất không được rung lên như vậy, trái đất trở về trạng thái yên bình ngay. Bảo đạt thủ nhãn ấn pháp cực kỳ diệu dụng. Nếu quý vị muốn hát với một âm điệu tuyệt vời thì hãy công phu hành trì ấn pháp này. Khi công phu thành tựu rồi, tiếng hát của quý vị trong suốt như tiếng đại hồng chung vang lên trong không gian. 34. Mama Phạt Ma La. Mama hán dịch là ngã sở thọ trì. Đó chính là một loại mệnh lệnh hành động, có nghĩa là mọi việc tôi làm bảo đảm chắc chắn phải được thành tựu. Mama là bạch phất thủ nhãn ứng pháp. Ở Trung Hoa, các đạo sĩ và tăng sĩ Phật giáo thường sử dụng phất trần. Các vị cao tăng thường cầm phất trần khi đăng bảo tọa để thuyết pháp. Bạch phất thủ nhãn ấn pháp có công năng trừ sạch mọi nghiệp chướng của thân, trừ được mọi chướng ngại và tật bệnh. Chỉ cần phất lên thân vài lần là có thể tiêu trừ mọi nghiệp chướng và chữa lành mọi ma chướng sinh ra bệnh tật. Bạch phất thủ nhãn ấn pháp có rất nhiều công dụng, nhưng người biết cách dùng ấn pháp này lại rất ít. Tôi biết hiện nay có rất ít người sử dụng được ấn pháp này. Năm người Tây Phương đầu tiên vừa đi thọ giới cụ túc ở Đài Loan đã trở về. Họ đã trở thành những vị tỷ khưu, tỷ khưu ni chân chính. Họ vừa đến phi trường vào lúc 4 giờ 30 chiều nay, chuyến bay 910 của hãng hàng không Trung Hoa. Ngày nay Phật giáo giảng đường đã có được nhiều xe hơi, nên toàn thể Phật tử hộ pháp trong đạo tràng cũng như toàn thể Phật tử ở San Francisco, Cựu Kim Sơn, Hoa Kỳ đều có thể ra phi trường để đón mừng các vị tân tỷ khưu. Bình thường tôi chẳng muốn đến phi trường, nhưng trong chuyến bay ấy có trở về vài tượng Phật, nên tôi ra phi trường để nghênh đón tượng Phật chứ không phải để đón các đệ tử của tôi. Các đệ tử của tôi cũng không cần tôi đón, cũng chẳng cần đưa. Khi họ đi Đài Loan thọ giới, tôi đã nói với họ rằng: khi mê thì thầy độ, khi ngộ rồi tự độ. Nay họ phải tự độ chính họ. Họ đã ra đi, nay lại trở về. Chắc chắn họ phải tự tìm ra con đường từ phi trường về chùa. Họ chẳng cần tôi phải chỉ dẫn. Quẹo ở đó, đi theo đường này, đó là đường về chùa. Điều buồn cười nhất là khi họ viết thư báo cho tôi biết họ đã bỏ quên một thùng kinh. Tôi bảo: bỏ quên kinh chẳng có gì quan trọng. Điều quan trọng chính là không có ai trong các con bị bỏ quên. Năm người đi thọ giới và nay năm người đều đã trở về. Sao vậy? Vì tôi đã mua bảo hiểm ở Chi Vị Bồ Tát, nên để cho bất kỳ ai bỏ sót lại là điều không thể chấp nhận được. Nếu một người không về, tức là Chi Vị Bồ Tát không thực hiện đúng hợp đồng. Thế nên tôi rất tin tưởng rằng tất cả các giới tử sẽ trở về và dịch vụ bảo hiểm của Chi Vị Bồ Tát không cần phải thanh toán hợp đồng. Quý vị nên nhớ một điều: những người thọ giới cụ túc trở về hôm nay là những vị tổ khai sơn của Phật giáo Mỹ Quốc. Đừng xem việc này đơn giản, điều này rất chân thật. Đừng như những kẻ tự cho mình là Phật tử, chỉ nằm ở nhà mà thích gọi mình là tổ tại gia. Thực vậy, cách đây vài hôm có một vị tổ sư tự phong đến đây và muốn hát tặng cho tôi nghe. Tôi giễu cợt ông ta: thật chán khi nghe ông hát. Ông ta chỉ bật lên ồ một tiếng rồi bỏ đi. Phạt Ma Ra là hàng ma kim cang hộ pháp, tay cầm bánh xe bằng vàng. Vị hộ pháp này có thể hóa thân lớn như núi Tu Di. Phạt Ma Ra hán dịch là tối thắng ly cấu, có nghĩa đó là pháp thù thắng nhất, xa lìa tất cả mọi cấu nhiễm ở thế gian. Còn có nghĩa là vô tỷ như ý, vì không có gì có thể sánh với pháp này.
và tùy tâm nguyện của mình mà mọi điều đều xảy ra như ý muốn. Đây là Hóa Cung Điện Thủ Nhãn Ấn Pháp. Nếu quý vị hành trì được ấn pháp này thành tựu, thì đời đời quý vị sẽ được sống cùng một trụ xứ với Đức Phật như trong một cung điện, không còn phải thọ sinh vào các loài thai sinh, noãn sinh và thấp sinh nữa. Công dụng của sự thành tựu ấn pháp này là đời đời được sống cùng chư Phật. 35. Mục Đế Lệ. Mục Đế Lệ là Dương Chi Thủ Nhãn Ấn Pháp của Đức Phật. Đó là nhánh cây mà quý vị thường thấy Bồ Tát Quán Thế Âm cầm ở một tay, còn tay kia Bồ Tát cầm một tịnh bình. Nhành dương này được Bồ Tát nhúng vào tịnh bình rồi rưới lên cho tất cả mọi chúng sinh bị đau khổ. Nước này không như nước thường, đó là nước cam lồ. Chúng sinh nào được nước này tưới nhuận sẽ có nhiều lợi lạc. Nước cam lồ có thể giúp cho mọi chúng sinh thoát khỏi khổ lụy, đói khát và bản tâm đạt được thanh lương. Mục Đế Lệ còn dịch nghĩa là giải thoát, đó là giải thoát khỏi mọi khổ nạn, bệnh tật và chướng ngại. Nên Bồ Tát Quán Thế Âm thường dùng Dương Chi Thủ Nhãn Ấn Pháp này để giúp giải thoát cho chúng sinh khỏi mọi bệnh tật, khổ nạn và những điều bất như ý. Bề ngoài chú này dường như không có gì quan trọng lắm, nhưng một khi quý vị công phu hành trì ấn pháp này thành tựu rồi, thì không những quý vị có thể giúp giải thoát cho chúng sinh khỏi bệnh tật và khổ nạn, mà còn có thể hàng phục cả thiên ma ngoại đạo. Khi những thiên ma ngoại đạo được thấm nhuần nước cành dương này, họ tự nhiên hồi tâm hướng thiện, thực hành theo chánh pháp. Do vậy, Dương Chi Thủ Nhãn có diệu dụng vô cùng vô tận, không thể nghĩ bàn. Giọt nước cam lồ từ bàn tay Bồ Tát Quán Thế Âm không những chỉ giúp cho quý vị thoát khỏi mọi bệnh tật khổ nạn, mà còn có một diệu dụng khác. Khi một người sắp chết, nếu có phước duyên được Bồ Tát Quán Thế Âm rảy nước cam lồ thì có thể sống lại. Tất cả các loài cây cỏ thảo mộc đã khô héo, nếu được nước cam lồ tưới xuống cũng được hồi sinh. Cây cỏ là loài vô tình, mà khi được nước cam lồ tưới tẩm còn được nảy mầm đâm hoa kết trái như vậy, nên chúng sinh là loài hữu tình sẽ được lợi lạc biết bao. Đó là diệu dụng của Dương Chi Thủ Nhãn Ấn Pháp. 36. Ihe Ihe. Ihe Ihe là Độc Lâu Trưởng Ấn Thủ Nhãn Ấn Pháp, Hán dịch là Thuận Giáo. Nghĩa là một khi quý vị nhờ ai làm việc gì đó, họ đều ưng thuận. Khi quý vị dùng chánh pháp để giáo hóa, họ đều vâng lời. Câu chú này còn dịch là Tâm Đáo, nghĩa là trong tâm hành giả ước nguyện điều gì, nhờ năng lực của chú này đều được thành tựu. Câu chú này khiến cho Ma Hê Thủ La Dương là một thiên ma ngoại đạo thường cho rằng mình là vĩ đại nhất, cũng phải cung kính chắp tay đến nghe lời chỉ giáo khi nghe có người trì tụng thần chú này, không dám trái nghịch. Thế nên khi quý vị trì niệm câu Ihe Ihe thì Ma Hê Thủ La Dương liền đến. Bất kỳ tâm nguyện của hành giả như thế nào, vị này liền thi hành ngay, đáp ứng đúng như sở nguyện của người trì chú. 37. Thất Na Thất Na. Câu chú này được dịch là Đại Trí Huệ, cũng dịch là Hoằng Thệ Nguyện. Đây là Bảo Cảnh Thủ Nhãn Ấn Pháp. Bảo cảnh được ví như đại viên cảnh trí của chư Phật. Đại Trí Huệ là gì? Đó là khi chúng sinh không còn dính mắc vào vọng tưởng nữa, có Đại Trí Huệ thì mỗi niệm đều là biểu hiện của trí bát nhã, mỗi tâm nguyện đều lưu xuất từ Đại Quang Minh. Nếu quý vị có trí huệ chân chính thì sẽ có được quang minh, còn nếu chưa thể nhập trí tuệ tự tánh thì vẫn còn trong màn tối tâm của vô minh. Quang minh là ánh sáng dương, còn bóng tối vô minh là âm. Tại sao người ta ngủ tối? Bởi vì lực âm trồi lên quá mạnh. Do đâu người ta có trí tuệ sáng suốt? Bởi vì ánh sáng dương lớn mạnh hơn. Những người có trí tuệ không có lối suy nghĩ như những kẻ phàm phu, họ có khả năng phân biệt rõ ràng chính tà, họ không cần phải hỏi người khác, họ biết mọi điều ngay nơi tự thân của mình, họ không đi vào con đường tẻ, họ bước đi vào ngay chính lộ và hạ thủ công phu.
Trong khi hành trì, trước tiên quý vị phải đạt được trí tuệ, rồi quý vị mới biết rõ ràng chính tà, để rồi mới tiến vào con đường chánh lộ và tránh con đường tà dại. Nhưng quý vị không thể nào biết rõ việc làm nào hư ngụy, nên cứ mãi khăng khăng tạo nghiệp ác. Quý vị không thể nào biết được rõ ràng thế nào là phạm giới, nên cứ thế mà làm, ráng hết sức để làm cho được. Cứ muốn nhìn cho được, dù thực sự đó là những thứ chướng ngại. Những hành vi như thế là sự ngu muội tột cùng, biểu lộ hoàn toàn sự non yếu trí tuệ. Ồ không, quý vị có thể phản đối, tôi là người có trí tuệ, tôi chỉ sai lầm trong nhất thời thôi. Chỉ sai lầm một lần thôi cũng có nghĩa là vô minh, không có trí tuệ rồi. Người có đại trí tuệ không hề có tư tưởng sai lầm. Thế nên tôn giả A Nan đã phát nguyện: tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Nghĩa là giúp cho con tiêu trừ vọng tưởng sai lầm trong muôn ức kiếp, khiến cho con chẳng cần trải qua A Tăng kỳ kiếp mà chứng ngộ được pháp thân. Tôn giả đã phát nguyện tiêu trừ vọng tưởng không những chỉ 1, 2, 3, 4, 5 hay 100 kiếp, nhưng trong vô số kiếp. Nhưng tại sao trong tâm ta lại có quá nhiều vọng tưởng như thế? Khi một vọng tưởng đi qua, vọng tưởng khác kế tiếp theo, và khi vọng tưởng ấy tiêu mất, vọng tưởng sau lại sinh khởi tiếp nối. Giống như sống trên mặt biển, quý vị cứ nghĩ rằng đại dương là vật vô tình, nhưng thật sự nó chẳng phải là thứ ngoài tâm quý vị mà có. Biển cả cũng được lưu sức từ trong tâm niệm của chúng sinh. Sóng biển không ngừng nổi lên rồi chìm xuống, cũng hoàn toàn giống như vọng tưởng của chúng sanh chẳng bao giờ ngừng. Nó liên tục mãi. Vọng tưởng trước vừa biến mất, vọng tưởng sau liền tiếp nối. Vọng tưởng này tiếp nối vọng tưởng kia, xoay dần tương tục, nối theo nhau không dứt, như dòng thác không bao giờ ngừng. Không có vọng tưởng nào muốn rơi lại đằng sau cả, chúng đều hoàn toàn muốn phóng giọt lên phía trước. Vì sao mà quý vị lại mắc phải quá nhiều vọng tưởng như vậy? Chỉ vì không có trí tuệ. Nếu quý vị có trí tuệ thì chẳng còn mãi mai vọng tưởng, và sống cũng không còn sao động nữa. Như trong câu thơ Thanh Phong Đồ Lai, Thủy Ba Bất Hưng, nghĩa là gió trong lành thổi đến, biển không còn sóng sao. Khi trong công phu mà quý vị đạt được định lực, cũng như sóng biển đã lặng yên, khi có được định lực thì nước trí tuệ hiển hiện, không còn một gợn sóng, chẳng còn một niệm vọng tưởng nào nữa. Lúc đó là thanh tịnh chân thật, đó là lúc nhất trần bất nhiễm, vạn lự giai không. Thực vậy, khi một người không còn bị vướng dù chỉ một hạt bụi vô minh thì chẳng còn phải lo nghĩ một điều gì nữa cả. Mọi thứ trên đời này đều là không. Đó chính là biểu hiện của đại trí tuệ. Người có trí tuệ thường thành công trong bất kỳ mọi việc, còn người thiếu trí tuệ thường bị thất bại trong bất kỳ việc gì mà họ nhúng tay vào. Do vậy nên trí tuệ là vô cùng quan trọng. Ngu muội là gì? Vô minh chính là ngu muội. Ngu muội cũng chỉ là từ vô minh mà ra. Khi vô minh sinh khởi, con người hoàn toàn bị mất sáng suốt. Quý vị hãy hỏi một người vừa mới làm một việc sai lầm xong thì rõ: tại sao anh lại làm việc đó? Họ sẽ trả lời: tôi không rõ nữa. Đó chính là do ngu muội, do sự thiếu sáng suốt, thiếu trí tuệ. Nhưng dù họ hành động mê lầm do vô minh, nhưng họ lại không chịu từ bỏ vô minh. Họ lại khăng khăng: tôi biết chứ, tôi biết nó sai mà, thật là quái lạ. Con người mê muội chỉ do vì không có trí tuệ, không đạt được đại viên cảnh trí, vì họ không chịu công phu hành trì bảo cảnh thủ nhân ấn pháp. Nếu họ tu tập ấn pháp này thì sẽ không còn ngu muội nữa. Bất luận chuyện gì xảy ra, đó là khi phùng quỷ sát quỷ, phùng Phật sát Phật. Đây cũng như việc cầm một cây dao thật bén, chặt ngay mọi vọng tưởng vừa lóe lên.
đại trí tuệ cũng như một con dao bén, hay còn được ví như thanh gươm. Quý vị có thể nói, gươm trí tuệ rất nặng, không dễ gì cầm kiếm ấy được. Đó là vì quý vị chưa từng cầm nó. Thực ra sử dụng kiếm này chẳng cần sử dụng chút sức lực nào cả. Nếu quý vị chưa từng cầm nó lên thì thấy nó nặng. Nếu quý vị đã cầm lên rồi thì thấy nó nhẹ. Nếu quý vị không chịu cầm lên thì nhẹ biến thành nặng. Nếu quý vị chịu cầm lên thì nặng biến thành nhẹ. Sao vậy? Vì quý vị đã cầm lên rồi. Nếu quý vị nói, tôi biết rằng gươm trí tuệ rất quan trọng, nhưng quá nặng, tôi không thể nhấc lên nổi, và quý vị không sợ tới gươm, thế nên gươm trí tuệ này nặng thật. Nhưng một khi quý vị đã sờ vào kiếm, đã dung gươm lên rồi, thì mọi sự hiểu biết đều bén nhọn như lưỡi gươm, chẳng còn một chút rắc rối nào nữa cả. Thế nên tôi thường nói với quý vị rằng, mọi việc đều tốt đẹp cả, chính là phát xuất từ đạo lý này. Nếu quý vị gặp nhiều việc rắc rối là vì quý vị không có thanh gươm trí tuệ. Nếu quý vị có được thanh kiếm trí tuệ ấy thì sẽ chẳng còn chuyện gì rắc rối nữa cả. Mầu nhiệm là ở điểm này. Núi sông, đất liền, lâu đài, nhà cửa, thế giới y báo cũng như chánh báo đều không vượt ra ngoài tâm niệm hiện tiền của chúng ta. Cái gì là thế giới y báo? Núi sông, đất liền, lâu đài, nhà cửa gọi là thế giới y báo. Thế giới chánh báo là thân tâm của chúng ta, chính là nơi mà con người chúng ta thọ nhận sự báo ứng. Nếu quý vị đã hiểu được sự báo ứng khi chính mình thọ nhận, nghĩa là quý vị không còn vô minh nữa. Không còn vô minh nghĩa là có trí tuệ. Điều này được ví như tấm gương, vật lai tắt ánh, vật khứ tắt không. Có nghĩa là vật đến liền chiếu, vật biến hoàn không. Tấm gương chẳng lưu giữ dấu vết gì cả. Kẻ trí thường thản nhiên với mọi chuyện và cứ để nó trôi qua mà lòng chẳng còn vướng bận điều gì. Mặc dù kẻ trí chẳng lưu giữ điều gì lại trong lòng, nhưng mọi vật thường tự hiển bày. Và mặc dù nó thường tự hiện bày, nhưng chẳng hề bị vướng mắc. Chúng ta là hàng phàm phu, chưa có được đại trí tuệ, phải nỗ lực vượt bậc để thường nhớ trì tụng chú Đại Bi, hoặc thường niệm câu y hê thất na thất na. Khi đã tụng một lần rồi là không còn quên nữa. Đã tụng được hai ba lần, vài trăm lần rồi thì chẳng thể nào quên được nữa. Đó là phải cố gắng để ghi nhớ. Còn khi quý vị chỉ cần nhìn hoặc nghe lướt qua một lần rồi nhớ mãi không quên, chẳng cần phải dụng công ghi nhớ nữa, đó là khi trí tuệ của quý vị chiếu sáng như một đài gương trong. Người có trí tuệ đều biết rằng mọi hiện tượng đều lưu xuất từ tự tâm của mình. Nếu quý vị hiểu được điều này thì mình sẽ không còn tham, sân, si, mạn nghi nữa. Sao vậy? Vì mọi sự việc đều lưu xuất từ tâm mình, nên những thứ vui buồn, giận ghét đều là sở hữu của chính mình. Dù nó tốt hay xấu cũng chẳng có vấn đề gì cả. Mặc dù nói về cảnh giới ấy thì rất dễ, nhưng tiếp xúc với cảnh giới ấy không phải dễ dàng gì. Cần phải có công phu mới tiếp xúc được với cảnh giới ấy. Những người không có công phu sẽ nói, đối với tôi chẳng có vấn đề gì rắc rối cả. Bên ngoài thì như thế, nhưng vấn đề rắc rối đang phát sinh và chống đối với nhau ở bên trong. Những người có trí tuệ chân chính thì rất hiếm. Quý vị cũng nên phân biệt rõ trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Trí tuệ thế gian còn gọi là thế trí biện thông, là có thể nhào nặn ngay ra một đạo lý khi nào cần đến. Nơi nào không có đạo lý, họ có thể tạo dựng ra, khiến mọi người nghe rất hợp lý. Những kẻ mê muội nghe họ nói liền nghĩ rằng, ồ, họ đề cập đến những đạo lý rất đúng. Thực ra, nếu quý vị có được trí tuệ chân chính, quý vị sẽ không bị đắm chìm trong mớ lý luận ngu muội của họ. Người ta thường nói, trong dương có âm. Cũng vậy, trong trí tuệ cũng có sự ngu muội, sự ngu muội một cách trí tuệ. Mặt khác, trong âm có dương, bên trong sự ngu muội ẩn chứa một trí tuệ. Chẳng hạn như quý vị có thể thấy một người chẳng nói năng gì cả, dường như là kẻ quê mùa dốt nát, nhưng anh ta làm những việc chân chính.
anh ta có thể hiện thân một kẻ hồ đồ mê muội nhưng luôn luôn ứng xử khế hợp với đạo lý. Có rất nhiều người như vậy. Khi quan sát người khác, quý vị sẽ tự chiêm nghiệm ra chính tự thân mình có được trí tuệ sáng suốt hay không. Nếu quý vị có trí tuệ chân chính, thì quý vị không bị người khác sai sử, dẫn dắt đến chỗ sai lầm. Còn nếu quý vị không có trí tuệ, quý vị sẽ bị người khác xui khiến làm điều sằng bậy. Trí tuệ và ngu muội có một mối quan hệ trực tiếp, đó là hai mặt của một chỉnh thể. Vắng bóng vô minh thì trí tuệ hiển bày, và vô minh sinh khởi khi thiếu vắng trí tuệ. Trong vô minh có trí tuệ, và chính trong trí tuệ có bóng dáng của vô minh. Sao lại như vậy? Vì trí tuệ và vô minh là một. Nếu quý vị biết vận dụng thì đó là trí tuệ, còn nếu không biết vận dụng thì đó là vô minh. Chẳng hạn như khi quý vị nâng thanh gươm trí tuệ lên thì đó chính là trí tuệ, còn khi quý vị buông thanh gươm ấy xuống thì đó là vô minh. Đó không phải là hai mà chỉ là một. Thế nên quý vị đừng bao giờ nói rằng mình đang đi tìm kiếm trí tuệ và đang xua đuổi vô minh. Không ai làm được việc ấy bao giờ, chủ yếu chỉ là sự hồi đầu. Có thể lấy ví dụ của bàn tay để biểu tượng cho trí tuệ và mặt kia để biểu tượng cho vô minh. Nếu quý vị muốn cầm nắm một đồ vật bằng mặt kia của bàn tay thì không thể nào làm được cả. Nhưng nếu quý vị dùng chính bàn tay của mình thì mới lấy được đồ vật. Việc không lấy được đồ vật là biểu tượng cho vô minh, và việc sử dụng bàn tay để lấy được vật là biểu tượng cho trí tuệ. Đó là hai khía cạnh của chỉ một ý nghĩa chung nhất, tùy thuộc vào sự vận hành của quý vị. Có người lại nói, này tôi đã hiểu rồi, vô minh và trí tuệ chính là bàn tay của tôi. Lại sai lầm nữa, bàn tay chỉ là ví dụ. Đừng nên cho rằng trí tuệ và vô minh chính là bàn tay, cũng giống như ví dụ ngón tay và mặt trăng. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật lấy ví dụ dùng ngón tay để chỉ cho người thấy mặt trăng, đừng nhầm lẫn ngón tay chính là mặt trăng. Thất na là đại trí tuệ, và còn có nghĩa là hoằng thệ nguyện, là phát nguyện rộng lớn. Khi muốn hoàn thành một việc gì, phải phát thệ nguyện, làm cho đến cùng. Như Đức Phật A-di-đà trước khi thành chánh giác, khi đang tu tập nhân địa với hình tướng của một tỷ khưu, Ngài đã phát 48 lời nguyện rộng lớn. Bồ Tát Phổ Hiền cũng đã phát 10 đại nguyện chương. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng phát vô số lời nguyện, cũng như các vị tổ sư đã từng phát nguyện. Tôi đem giảng cho quý vị nghe về việc phát đại nguyện, còn có lập nguyện được hay không là do ở quý vị. Tôi đưa đề tài này ra giảng vì tôi đoán chắc là quý vị chưa được thông hiểu, nhưng không phải là tôi bắt buộc quý vị phải phát nguyện. Nay quý vị đang tu học Phật Pháp, mỗi người nên tự mình lập hạnh nguyện, càng lớn càng tốt. Lập nguyện càng lớn thì sự thành tựu càng cao. Hiện nay chúng ta đều đang tu nhân và chưa ai thành Phật cả. Chúng ta nên phát lời nguyện ở nơi nhân địa mà tu hành. Mỗi người nên viết ra lời nguyện của mình thật chi tiết. Đừng phát nguyện một cách hời hợt, qua loa, cho có chuyện, mà phải thiết thực như: con nguyện cứu độ tất cả mọi loài chúng sinh. Thật chứ? Làm sao quý vị có thể độ chúng sinh được khi suốt ngày quý vị cứ tìm mọi cách để được ăn ngon, mặc đẹp ở nơi xa hoa tráng lệ? Việc cứu độ chúng sinh trước hết chính là độ chúng sinh nơi cái miệng chuyên nói lời vọng ngôn của quý vị. Độ cái bụng ham ăn, độ cái thân ham thích sung sướng của chính mình trước đã. Cho nên quý vị phải thẳng thắn và minh bạch trong khi phát nguyện. Hiện tại mình phát nguyện gì, tương lai sẽ ra sao? Như ở trong quá khứ, chúng ta có thể quên lãng những gì đã từng ứng dụng tu hành, nhưng trong tương lai, chúng ta sẽ thực hành điều gì? Mỗi người Phật tử đều phải nên có lời phát nguyện. Nay ở trong nhân địa, lời phát nguyện càng lớn thì trong tương lai kết quả sẽ càng cao. Nếu quý vị đặt tất cả nguyện lực của mình vào một lỗ chân lông, thì quý vị có thể phát một thệ nguyện lớn ngay từ trong một lỗ chân lông. Phát nguyện là một lời hứa thiêng liêng mà mọi người Phật tử đều nên thực hiện.
phát nguyện rất quan trọng, vì không có nó cũng như không có người hướng dẫn. Giống như đi đường mà không biết mình sẽ đi hướng nào, chẳng biết nên rẽ phải hay nên quẹo trái để đến đích. Nếu quý vị phát nguyện, cũng như khi du lịch có người hướng dẫn đường đi và nơi đến. Tại sao chư Phật và chư Bồ Tát đều phát nguyện khi tu đạo? Vì khi đã phát nguyện rồi, mình mới tự mình hành động tương ứng với nguyện đã lập. Ví dụ như Bồ Tát Địa Tạng khi tu hành ở nhân địa, Ngài đã phát lời nguyện vĩ đại: địa ngục dị không, thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề, địa ngục nếu còn, con chưa thành Phật. Nguyện lực này cực kỳ vĩ đại, chúng ta cũng nên phát nguyện. Mỗi quý vị nên phát một hạnh nguyện phù hợp với những việc hàng ngày quý vị thích làm. 38. Arasam Phật Ra Xá Lợi. Arasam dịch là chuyển luân Pháp Vương, tức là vị Đại Pháp Vương thường chuyển cổ xe Đại Pháp, thường tuyên thuyết diệu nghĩa Đại Thừa. Giáo nghĩa này thậm thâm vi diệu, không ai có thể giảng nói tường tận được. Nhưng hiện nay quý vị đang được nghe giảng giải từng chi tiết rõ ràng. Đó là ý nghĩa của câu chú này. Đây là trưởng thượng hóa Phật ấn thủ nhãn ấn Pháp. Quý vị nên hành trì ấn Pháp này. Khi thành tựu rồi, đời đời khi được sinh ra liền thân cận bên Phật để học hỏi giáo Pháp. Có rất nhiều cách để giảng giải chú Đại Bi. Chẳng hạn có một vị Pháp sư khác giảng giải mỗi thủ nhãn này là danh hiệu của một vị Bồ Tát. Chẳng hạn vị ấy cho rằng, trưởng thượng hóa Phật thủ nhãn này là trưởng thượng hóa Phật Bồ Tát. Đây chính là trường hợp sai một ly đi một dặm. Sao vậy? Ở đây hoàn toàn chẳng có một vị Bồ Tát nào cả. Quý vị có thể đọc hết cả Tam Tạng Kinh Điển nếu quý vị muốn, nhưng sẽ chẳng thấy vị Bồ Tát nào có danh hiệu là trưởng thượng hóa Phật Bồ Tát cả. Thượng hóa Phật Bồ Tát cả. Trưởng cư sĩ năm nay hơn 70 tuổi, thường tham gia Phật thất, nhưng bà có chứng bệnh tim khiến bà niệm Phật không được chuyên nhất. Nguyên do chính là tại thằng cháu nội tên Lư, 17 tuổi, thường theo ông xã bà, tuổi gần 80, kêu to hét lớn ép bà làm những việc nó cần. Từ việc thay y phục hàng ngày cho tới cung ứng cơm nước phải hầu nó ngày 3 bữa, thậm chí còn sai bà tới nhà bằng học lấy những thứ nó cần nữa. Con trai bà điều kiện kinh tế rất khá, có ngôi biệt thự xây kiểu hiện đại tối tân, sở hữu điền sản, nhà xe đều rất nhiều. Rất muốn thằng con về ở chung, nhưng thằng Lư từ nhỏ chỉ thích ở với ông bà nội. Song ngày ngày nó luôn quấy phá hành hạ, làm phiền hai ông bà đủ điều. Bất kể ông bà nội đối tốt đến mấy, nó luôn trở mặt lợt lộng, cáo gắt vô lễ, lúc bực tức còn đá nhà đá cửa, quậy một trận văn tưng bừng nó mới chịu yên. Tưởng cư sĩ than: "Hây, có thằng Lư ở nhà, hai vợ chồng chúng tôi miệng dù có niệm Phật á, tâm cũng chẳng an được nữa." Tôi nghe xong hết sức cảm thông và tội nghiệp họ, vì vậy bèn thỉnh giáo hòa thượng diệu pháp. Sư phụ trầm ngâm một lúc rồi ôn tồn bảo: "Hai ông bà này kiếp trước cũng là vợ chồng, ngụ ở nông thôn. Họ có nuôi một con lừa. Con lừa này bình thường giúp họ trồng trọt, chở đồ, đưa họ ra chợ, đi về. Nó làm mọi việc rất vất vả, nhưng an toàn rơm khô, không xứng với công sức nhọc nhằn của nó. Lại còn hay bị chửi mắng, đánh đập. Đến khi con lừa già, họ đem nó bán cho lò mổ. Hiện nay, thằng Lư chính là con lừa chuyển sinh làm người đến đòi nợ họ. Hai ông bà phải nhanh chóng đến trước Phật sám hối tội ngược đãi con lừa kiếp xưa, và mỗi ngày phải tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho nó, như vậy mới có kết quả tốt. Nếu không, tương lai cả hai sẽ bị nó làm cho tức chết.
tôi đem lời hòa thượng thuộc lại cặn kẽ cho tưởng cư sĩ nghe. Bà cực kỳ tin và nói: Thằng bé này đúng là con lừa. Hèn gì mà nó hay đá và tính khí vui giận thất thường. Chọc tôi bị nó chọc tức, đến nỗi lên tăng xong. Mấy ngày trước còn bị hành đến đau tim. Nếu nó cứ quậy theo cái mẫn này mãi, thì chắc chắn là cái mạng già của tụi tôi sẽ tiêu đời. Lần này đã biết rõ nguyên nhân của não phiền rồi, họ nhất định sẽ làm y theo lời sư phụ dạy. Hơn một tháng sau, tưởng cư sĩ gọi điện tới nói: Tôi xin báo tin cho Tôn Huynh và Hòa Thượng Diệu Pháp hay. Tôi và ông xã hằng ngày kiên trì tụng kinh Địa Tạng sám hối. Dương cư sĩ. Trong câu chuyện con lừa đầu thai làm cháu đến đòi nợ hai vợ chồng là ông Dương và bà Trương. Sau khi hai vợ chồng này học Phật rồi, ngày ngày thấm nhuần Phật Pháp, hoan hỷ tu hành, thì thằng cháu nội đó nhờ bọn họ biết tu mà sớm chuyển ác duyên thành thiện duyên. Từ cảnh vốn là đứa cháu ngỗ nghịch, nó biến thành ngoan hiền, hiếu thuận, tới nỗi có lần ông bài tiết khó khăn, thằng cháu đã kiên quyết khom lưng quỳ xuống để hỗ trợ cho ông suốt nửa tiếng. Nó còn tự học các món chay, thỉnh thoảng nấu dâng cho ông bà dùng. Tháng 7 năm 2007, Dương Pháp Hữu ly trần, hưởng thọ 83 tuổi. Khi tôi tiến đến đặt hoa tươi lên thi thể ông cúi chào vĩnh biệt, thì nước mắt bỗng tuôn không cầm được. Xem như từ nay về sau, tôi không còn thấy người bạn già từ thiện hiền lương, chí đồng hợp đạo này nữa rồi. Đang bùi ngùi, thì tôi bỗng nhìn thấy ông Dương xuất hiện trên không. Ông đang quỳ trong một hoa sen to lớn, hướng về tượng Tây Phương Tam Thánh đảnh lễ. Giữa tiếng Phật nhạc ngân vang hòa cùng âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật đang niệm liên tục, không ngừng vang vọng vào lỗ tai tôi. Vì lúc đó nghi lễ cáo biệt đang tiến hành. Cảnh mình vừa thấy khiến tôi phấn chấn, nhưng tôi chỉ có thể chia sẻ niềm vui này bằng cách nói nhỏ vào tai nữ Pháp Hữu Quả Năng: Chàng ơi, Dương lão đã qua khai kiến Phật, ngự ở vị thượng phẩm hạ sinh rồi. Tính ra thời gian ông Dương học Phật chỉ có 7 năm, nhưng nhờ có thiện căn sâu dày, vừa quen biết chúng tôi thì ông lập tức phát tâm nghiêm trì giới luật, thệ dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, ở trước mặt tôi chân thành phát lộ những lỗi lầm sát, đạo, dâm, vọng đã tạo trong quá khứ, thực lòng ăn năn sám hối. Bởi vì đúng ra ông sắp bị mổ tim, nhưng giờ tu tập theo Phật mà được miễn trừ, nên càng tăng thêm tính tâm tu học kiên định. 6 năm sau, ông cùng vợ là bà Trương đồng phát tâm Bồ Đề, chuyển gia vi tự, biến nhà thành đạo tràng, siêng tu tinh tấn không lười. Họ thường phản tỉnh, luôn kiểm điểm sám hối mọi lỗi lầm từ thân khẩu ý mình đã phạm qua, một lòng cầu thoát ly tam giới, vãng sinh tịnh độ. Hằng ngày, cứ mỗi buổi sáng và tối, cả hai cùng đi công viên tản bộ. Họ đồng niệm Phật, dùng máy đếm, tự định khóa trình thế này. Trên đường đến công viên thì niệm Nam Mô Quán Thế Âm ngàn tiếng. Tại công viên vừa vận động vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngàn tiếng. Còn trên đường quay về nhà thì niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ngàn tiếng. Về tới nhà, ăn sáng xong thì họ nghỉ ngơi nửa tiếng, rồi bắt đầu tụng khóa sáng. Hai người mặc áo tràng, kẻ cầm khánh đi trước, người cầm quyển kinh đi sau. Họ tụng niệm nhiễu Phật từ 2 đến 3 vòng quanh sảnh phòng. Chừng một tiếng thì xong khóa công phu sáng. Lúc chuông điểm công tác thì hai người bắt đầu học kinh và nghiên cứu. Có lúc vì một câu pháp mà xảy ra tranh luận. Nếu không ai phục ai thì đánh dấu số trang ghi trên bàn, đợi gặp tôi nhờ giải dùm.
Nếu tôi tán thành quan điểm của ông, thì ông hoan hỷ mỉm cười, bà cũng vui vẻ khen và lập tức học tập theo. Nếu tôi khen bà đúng, thì bà mừng vui, nghiêng đầu vỗ tay, mặt mày hớn hở tươi tắn, nhìn hồn nhiên khả ái như trẻ thơ. Mỗi khi thấy bà biểu lộ tính dịu hiền, nhẫn nhịn giỏi, tôi thường tự xấu hổ thầm, vì tính tôi vốn rất nóng. Cho dù đã lưu tâm sửa nhiều, nhưng so với bà Trương thì tôi vẫn còn thua xa, như trời với vực. Trước mùa xuân năm 2000, tôi đến thăm ông Dương. Mới vừa ngồi xuống, thì bà Trương hướng tôi kể lể và sám hối. Tôi tình cờ thấy trên đỉnh cửa sổ có một điểm đen, nhìn kỹ là con ruồi. Bèn kêu chồng, ông ơi, mau cầm quạt tới đây. Ông hỏi, trời lạnh thế mồ, bà còn đòi đem quạt tới làm chi? Trên tường có con ruồi kìa, hễ tôi mở cửa là ông cầm quạt xua nó bay ra nhen. Ông phê bình liền, nè, bà tu hành kiểu gì mà trời lạnh cắt da lại muốn đuổi con ruồi ra ngoài? Làm vậy chẳng phải là bà muốn nó bị chết cống hay sao? Bà nghe ông nói thì giật mình, biết là mình đã sai, vội thú nhận. Ôi chao, quả là tôi tu hành còn kém xa ông. Vì không có chút từ tâm, mô Phật, con xin sám hối, xin sám hối. Ông nè, chúng ta hãy cùng quy y cho con ruồi nhé. Thế là hai người chắp tay hướng về con ruồi quy y cho nó. Họ đồng niệm, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa súc sinh. Xin chú nguyện cho ruồi đời sau được mang thân người, gặp Phật Pháp tu hành đắc đạo. Ba ngày sau, bà Trương thấy con ruồi vẫn còn ở tại chỗ cũ không động đậy. Bà lại kêu ông chồng, này ông mau cầm quạt tới đây. Đem quạt tới làm chi? Đã 3-4 ngày rồi mà con ruồi không nhúc nhích, mình quạt cho nó bay xuống ăn gì chứ? Nếu không thì nó chết đói làm sao? Khi họ dùng quạt đuổi con ruồi thì nó rơi ngay xuống đất. Quá ra nó đã chết, thác sinh vào thiện đạo rồi. Từ lúc phát tâm học Phật, thệ ăn chay niệm Phật rồi, thì ông Dương không bị bệnh gì, ăn uống rất ngon miệng. Hồi chưa biết đạo, mỗi năm ông phải đi bệnh viện 1-2 lần, bởi vì linh kiện toàn thân ông đều vướng bệnh. Nhưng cách đây 8 tháng, bao tử ông phát đau khó chịu. Các con bèn đưa cha đi kiểm tra, phát hiện bao tử ông có khối u. Sau khi uống thuốc trị ung bướu rồi, thì bạch huyết cầu hạ. Ông ngừng thuốc thấy có đỡ hơn nên quyết định không dùng thuốc nữa. Sau đó ông xuất viện về nhà, chỉ uống chút thuốc để duy trì. Lúc con gái ông Dương gọi điện thoại báo tin cho tôi, thì tôi đang ở Thượng Hải. Tôi bảo cô hỏi xem cha mình có ăn qua thịt lừa hay không. Ông Dương lúc đó ở bên cạnh liền đáp, tôi chưa từng ăn qua. Tôi bảo, ông hãy chịu khó nhớ kỹ lại xem. Một lát sau, tôi nghe ông Dương kể, vào năm 1950, ông được phân công tác gần đơn vị có một tiệm bán thịt lừa. Lúc đó ông sống một mình cho nên thường mua ăn. Thế là tôi bảo ông Dương, trước đây ông phát bệnh toàn là do lừa đến quấy phá. Sau khi ông học Phật ăn chay tụng kinh rồi, lừa cũng minh lý nên không còn theo báo ông nữa. Nhưng ông lại quên tuốt việc mình đã ăn thịt chúng, nên chẳng biết sám hối, cầu siêu cho chúng. Vì vậy mà chúng đang hành hạ, khiến ông sinh bệnh khó chịu. Một là để cảnh tỉnh ông, hai là muốn ông tụng kinh Địa Tạng để siêu độ cho chúng. Còn nữa, ông có các chiến hữu bị chết trận trong thời kỳ chiến tranh, cũng có một số người là bạn mới kết giao. Nhưng sau khi chết rồi, họ bị rơi vào ác đạo. Do biết ông tu hành tốt nên đồng tìm tới muốn nhờ ông siêu độ cho họ thoát khổ. Ông hãy ráng nhớ ra tên của bọn họ, hoặc nếu đã quên thì chỉ cần nghĩ tới,
đem công đức tu học Phật nhiều năm hồi hướng ban cho họ. Hãy vì họ phóng sinh, tụng nhiều kinh Địa Tạng cầu cho thì rất tốt. 9 giờ sáng ngày 10 tháng 7, ông Dương đang ngủ được mấy tiếng, bỗng mở bừng đôi mắt, thấy bạn bè và con cái đang ở bên mình. Ông lộ vẻ hớn hở bảo, vừa rồi Bồ Tát ban cho tôi hoa sen, còn chúc mừng tôi cũng đảnh lễ Bồ Tát. Rồi ông nhìn các con và nói, các con nhớ cùng mẹ chăm chỉ tu, niệm Phật kiên định tinh tấn nha. Nhớ phải luôn tỉnh giác đó. Nói rồi ông nhắm mắt, mọi người đều cho là ông nhắm mắt nghỉ ngơi. Nào biết rằng, ngay trong khoảnh khắc đó, lúc đầu ông quẹo sang phải, là ông đã vãng sinh rồi. Khi bà Trương gọi điện báo tin cho tôi hay chồng mình mất, bà còn hỏi thêm, hiện đám con không tin Phật của tôi đang muốn lập tức thay y phục tắm rửa liền cho cha nó. Tôi phải làm sao đây? Tôi nói, bà phải ngăn chúng lại ngay, vì ông nhà đã giảng sinh thế giới cực lạc, hiện ở quả vị trung phẩm trung sinh. Bởi nhờ lúc lâm chung, tâm ông không điên đảo, một lòng tha thiết niệm Phật nguyện giảng sinh Tây Phương, nên đã được chư Phật Bồ Tát đến rước về Lạc Ban rồi. Bà đừng để ông phải chịu ảnh hưởng theo kiểu thế tục thường tình. Linh cữu ông nên để ở nhà 4 ngày, ngăn cấm không cho đốt giấy tiền vàng bạc, thậm chí thời nào cũng không được khóc. Sau đó, tôi cùng các bạn đạo cư sĩ ở tại Phật đường, đồng niệm Phật lớn tiếng theo phương thức ngũ âm để hỗ trợ cho ông Dương. Âm thanh vang rền lấn áp mọi tiếng ồn nơi phòng khách. Hôm đó, một người con trai không tin Phật của ông Dương thừa lúc rảnh rỗi cũng vào Phật đường tụng niệm theo, khiến tôi rất hưng phấn. Âm thanh niệm Phật chân thành cũng có thể giúp cảm hóa người mê đến với Phật đường. Tiếng niệm Phật nghe thật lớn, đúng là xuyên thấu trời cao. Đột nhiên, đằng cư sĩ hớn hở bảo mọi người, tôi thấy có nhiều Bồ Tát và tỳ kheo ni, thần đắp ca sa đều đang chắp tay đứng chung quanh chúng ta niệm Phật. Riêng Tây Phương Tam Thánh đứng ở phía trên, mỉm cười nhìn chúng ta, đồng phóng hào quang năm sắc phủ khắp, tỏa chiếu đến những người niệm Phật. Hôm đó trước khi ra về, tôi bỗng nhìn thấy rõ ràng đài sen của ông Dương đang bay lên trung phẩm thượng sinh. Về nhà rồi, tôi bèn gọi điện thảo luận cùng hai pháp lữ ở các nơi khác. Họ đều xác nhận là cũng thấy ông Dương đã thăng lên trung phẩm thượng sinh. Điều này khiến tôi càng phấn chấn thêm khi hiểu rằng tính tâm của người trợ niệm cũng gây ảnh hưởng lớn đến phẩm vị vãng sinh của người mất. Thế là tôi quyết tâm, niệm lớn tiếng, dốc lòng tha thiết chí thành niệm Phật và giải thích cho mọi người hiểu. Ngay lúc đang niệm Phật phải nhiếp tâm chánh định, có lòng tin kiên cố để tạo ra nguồn hỗ trợ mạnh mẽ, giúp ông Dương thăng lên phẩm vị cao hơn nữa. Mấy ngày sau, có rất đông con cháu ông Dương cùng vào Phật đường niệm Phật. Trưởng tử ông trong lúc trực đêm còn ráng tụng kinh Địa Tạng thêm cho cha. Mãi đến khi cáo biệt thi thể thì ông Dương đã thăng lên thượng phẩm hạ sinh. Thế là tôi khuyên mọi người trong vòng 49 ngày này hãy ráng sức vì ông Dương niệm A-di-đà Phật và tụng kinh Kim Cang, kinh Lăng Nghiêm. Cần phải hành trì liên tục để hỗ trợ ông thăng lên phẩm vị cao. Sở dĩ tôi viết câu chuyện này là mong chia sẻ kinh nghiệm quý giá có thực cùng độc giả. Ắt hẳn sẽ có người phê bình tôi thuyết giảng chẳng đúng pháp. Nhưng tôi tin chắc không nghi, bởi vì Phật từng thuyết, ứng hiện pháp giới tính, tất cả duy tâm tạo. Do vậy mà tôi mạnh dạn kể lại tình huống Dương cư sĩ vãng sinh cho các bạn đồng tu tham khảo. Hy vọng sẽ có người thu được lợi ích. Sám văn: vì sao có chúng sinh tay chân cong vẹo, què quặt, lưng gù, chân thọt, tứ chi lặt lìa, không thể cầm nắm, đi đứng bất tiện? Phật đáp: do đời trước làm người độc ác, đặt hung khí phá cầu đường, làm bẫy hại chúng sinh, đào hầm, đào hố,
gieo hoạn nạn tai ương cho chúng sinh, vì ác nghiệp ấy nên bị như vậy. Vì sao có chúng sinh bị ngục tốt trói, đeo gông, hành tội thống khổ? Phật đáp, vì đời trước họ giăng bẫy, chài lưới, đánh bắt chúng sinh, hay giam nhốt lục súc, hoặc làm kẻ cai trị dân mà cậy thế, ỷ quyền hành hạ ức hiếp người, tính tham lam ưa vơ vét, nhốt hại kẻ vô tội, khiến người lương thiện ôm oán hận không biết kêu ai, vì nhân ấy nên bị như vậy. Giải thích: trước đây tôi từng kể chuyện một người do nuôi chim mà vô duyên vô cớ bị tù 3 năm. Chính vì giam cầm chúng sinh mà bị báo ứng. Cho dù bạn giam vật trong lồng vàng cho chúng ăn ngon thì cũng là làm trái quy luật sinh sống tự nhiên của loài vật. Còn có người lợi dụng mình đang có quyền lực bắt nhốt người vô tội, hoặc bắt lầm, phán tội lầm, tạo ra oan ngục. Tương lai nhất định sẽ có ngày bị gông xiềng trói thân, tự gánh ác quả của mình. Do vậy, những vị giữ chức cao, nắm quyền lớn, làm ở pháp đình, nhất định phải cẩn thận. Nên chấp pháp công minh, không được vì tiền tài mà gây điên đảo, thay trắng đổi đen. Cho dù đắc thế một thời, thì tương lai khó tránh cảnh bị gông xiềng hình phạt nơi chốn địa ngục. Sám văn: lại có chúng sinh điên khùng hoặc si cuồng sợ hãi, không phân biệt được chi, vì nhân gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước làm người uống rượu say sưa, gieo nhân loạn trí si tâm, phạm 36 lỗi, nên đọa làm người ngu si, giống như người say không phân biệt được tốt xấu, thượng hạ tôn ti. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Giải thích: xin giải sơ 10 lỗi trong 36 lỗi đó là: 1. Bất hiếu cha mẹ. 2. Khinh bậc trưởng thượng. 3. Bất kính tam bảo. 4. Chẳng tin kinh pháp. 5. Phỉ báng tu sĩ. 6. Nhiếc mắng người. 7. Hằng nói dối. 8. Vu việc xấu cho người. 9. Tung tin đâm thọc. 10. Ác khẩu tổn hại người, vân vân. Sám văn: kẻ chê của người, hủy tài bảo người, cân non bán thiếu, tức gian lận cân lượng, ép giá nhằm thu lợi cho mình, sẽ bị ác báo. Xin kể một chuyện phát sinh vào năm 1992. Trước lồi sau gù. Ông Đường là cục trưởng ty thuế vụ thành phố T. Ông sinh ra trước ngực sau lưng đều có khối thịt bự, tục gọi là trước lồi sau gù. Mặc dù trong nhà giàu có, nhưng tuổi hơn 40 vẫn chưa kết hôn, sinh hoạt rất bất tiện. Vị cục trưởng này tìm đến hỏi chúng tôi nguyên nhân do đâu mà ông bị vậy. Quả Lâm hỏi: phụ thân huynh có phải là một người rất giỏi tính toán làm ăn buôn bán? Cục trưởng gật đầu đáp phải. Còn nói thân phụ ông dù giỏi kiếm tiền nhưng tính rất keo kiệt, chẳng giúp ai bao giờ, ngay cả bản thân cũng không dám tiêu xài, sống giống như kẻ nghèo. Quả Lâm lại hỏi: có phải mới đầu trong nhà bán thức ăn? Cục trưởng đáp: đúng vậy. Quả Lâm giải thích: thân phụ huynh khi buôn bán thường cân non bán thiếu, bày trò giả dối để gạt lường tiền. Hành động này cực kỳ trái lương tâm. Thực ra đời quá khứ nhờ ông ta từng có trồng phúc điền, nên hiện tại mới có thể làm ăn buôn bán lớn và phát tài như thế. Song đáng tiếc là ông dở thủ đoạn cân gian bán dối, tạo ra ác nghiệp. Còn nữa, có phải khối thịt trước ngực và trên lưng Đường huynh nhô ra có hình dạng giống y như quả cân? Đây chính là ác quả của hành vi cân lượng bán thiếu trong khi giao dịch mua bán. Cục trưởng cười bảo: quả thật em nói không sai mảy may. Cục thịt trước ngực tôi nhỏ, nhưng khối u sau lưng lại to, nhìn y hệt quả cân nhỏ và lớn. Tương tự như
khi cần lén bỏ ra thêm vào gian lận để kiếm lợi cho mình. Nhưng phụ thân của huynh tạo nghiệp, vì sao quả báo lại rơi xuống ngay trên thân huynh? Như vậy chẳng phải là quá bất công sao? Quả Lâm đáp, bởi vì đời trước Đường huynh cũng tạo nghiệp cần gian bán thiếu, giống y như thân phụ hiện thời. Đây gọi là đồng nghiệp chiêu cảm. Phải biết gieo nhân sao thì gặt quả vậy. Huynh vốn có phúc sâu, được thông minh hơn người, song tự làm thì tự chịu. Nhờ phúc đời trước chưa cạn, nên mặc dù mang thân tàn tật, huynh vẫn được sống một đời y thực phong nhiêu đầy đủ. Cán cân thiên địa xưa nay rất công bằng, hễ ta sống mà dối người thì tổn mình, còn biết giúp người thì trời sẽ đền bù cho. Đối với thân phụ anh mà nói thì, ngoài việc kiếm tiền bằng hành vi bất chính ra, sau khi kết hôn còn phải chiêu cảm quả báo. Đời con cháu sinh ra có thân thể ngũ quan không vẹn toàn. Cái này gọi là ra ngoài vui vẻ về nhà rầu, đếm tiền hớn hở ngắm con sầu. Chứng kiến và nghe Quả Lâm giải thích như thế, thú thật tôi cảm thấy kinh sợ tột cùng. Xin kể ra để quý vị rõ lý, hại người là hại mình. Quả báo này rất đáng sợ, quý vị tuyệt đối phải cẩn trọng, chớ nên khinh thường. Không những chỉ có thế mà khởi ý khinh khi người cũng là tự hại mình. Trong cuộc sống hiện nay, ta thấy không ít người có dung nhan anh tuấn mỹ lệ, tài giỏi siêu quần, nhưng họ lại sinh con ngây ngốc hoặc tàn tật. Vì sao họ bị cảnh bất như ý như thế? Bởi do trong số họ có không ít người vào lúc được thời đắc ý, đã khởi niệm cười chê giễu cợt, thậm chí khinh khi rẻ rúng những ai có con tàn tật. Khi bạn cười chê người là gieo nhân, bị sinh con tàn tật là lãnh quả. Nếu như ai có tâm hay khinh khi ưa chê cười người, thì phải mau mau sám hối, từ bỏ tật xấu này. Pháp hội sám tội. Đầu năm 1995, tôi và Quả Lâm ở tại lầu 3 giảng đường của Thánh tự Phúc Lộc Thọ thuộc Los Angeles, thành phố lớn nhất bang California, nước Mỹ. Thay Ngài tuyên hóa giải đáp những vấn đề mọi người nêu ra, thính chúng đến đây đa số là từ các nước không quản ngại đường xa qua Mỹ bái kiến Ngài tuyên hóa và tham dự pháp hội này. Chúng tôi chia nhau hồi đáp các vấn đề cho mọi người. Khi nghe xướng tên, một nam nhân tuấn tú, cao khoảng 1m8 đứng dậy, đôi mắt vô thần, mặt đầy sắc bệnh. Anh nói, thưa Ngài Quả Khanh, tôi là người Đài Loan, không theo đạo Phật. Hiện giờ toàn thân tôi rất đau, tứ chi vô lực đã nhiều năm nay. Ở Đài Loan, tôi đã đi khám khắp các bệnh viện Đông lẫn Tây, sau đó còn qua Mỹ khám, nhưng không tìm ra bệnh, đã tốn rất nhiều tiền. Nghe bạn bè giới thiệu có quý vị từ Đại Lục sang, có thể giải rõ nguyên nhân căn bệnh, nên tôi vội đến đây. Tôi có một thỉnh cầu, xin Ngài chỉ nói riêng với mình tôi có được không? Bởi vì tôi không muốn ai biết chuyện của mình. Tôi bảo, Ngài tuyên hóa từng giảng, làm thiện mà muốn người biết là không phải thiện, làm ác mà sợ người hay là đại ác. Chúng tôi cũng không đem những việc xấu anh làm mà nói hết ra, chỉ nương Phật lực gia trì mà nêu lên một hai chuyện, mục đích là giúp anh và đại chúng minh bạch được đạo lý. Muốn người đừng biết, trừ phi mình đừng làm. Và cũng để anh thể hiện quyết tâm, dũng mãnh đoạn ác tu thiện, tỉnh giác hồi đầu. Như anh đã chứng kiến, vừa rồi có mấy vị tại giảng đường này cầu xin chúng tôi chỉ ra những sai lầm đã phạm. Nay anh gặp dịp may được sám hối giữa đại chúng. Đây quả là pháp sám hối chân chính tuyệt hay, vì phát huy được tác dụng giáo hóa người khác rất vi diệu hữu ích. Được sám hối giữa đại chúng như thế này chính là pháp chuyển ác thành thiện tối ưu đấy. Nhờ vậy mà những bệnh tật phát sinh do anh tạo ác có thể sẽ tiêu tan không còn dấu vết. Đây chính là đạo lý
mà Đức Phật Thích Ca đã nói, nên quán tính pháp giới, tất cả do tâm tạo. Bản thân tôi đến 41 tuổi mới bắt đầu biết đoạn ác tu thiện, nên anh đừng cảm thấy xấu hổ. Thêm nữa, nếu như trong đạo tràng này ai cũng đòi giải đáp thầm kín riêng tư, thì sẽ mất đi ý nghĩa phát lộ sám hối giữa đạo tràng. Nghe vậy, anh Tiêu Nghĩu ngồi xuống, từ bỏ dịp may được phát lộ sám hối. Đột nhiên, phía sau anh có một phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, đứng dậy, xúc động la to. Thưa Ngài Quả Khanh, những việc xấu của phụ nữ tôi đều làm qua. Mọi người hãy nhìn các bệnh trổ trên thân tôi đây. Tôi không ngại bị cười chê đâu. Xin Ngài cứ nói ra hết những tội ác tôi đã làm và mong mọi người đừng phạm lỗi giống như tôi. Chị ta nói xong thì ngồi xuống. Mọi người trong hội trường còn đang xúc động vì những lời phát biểu bất ngờ của chị, thì Quả Lâm đã mô tả. Khi chị này vừa nói xong, lập tức tôi thấy trên không xuất hiện một cánh tay to lớn, lấy ra từ nơi giống như là kho chứa văn kiện, một xấp giấy có viết chi chít chữ. Tôi định đọc nội dung trong đó, thì xấp giấy này bỗng rơi xuống, bốc cháy. Do bị lửa che hết chữ, nên tôi không nhìn thấy được gì. Tại hiện trường xôn xao như ông vỡ tổ, rồi một tràng vỗ tay vang lên. Mọi người hiểu rõ thâm ý Quả Lâm nói. Người phụ nữ vừa mới phát biểu khi nãy, lộ vẻ xúc động, bước ra, quỳ xuống trước mặt chúng tôi. Tôi và con gái vội xuống tòa, cũng quỳ đối diện trước chị. Tôi bảo mọi người, chính sự chân thành sám hối mới có thể diệt được tội lỗi đầy trời. Mỗi chúng ta cần quan sát, tự kiểm điểm mình trong mọi thời khắc. Hễ vừa nhớ ra những tội đời này mình đã tạo, thì phải lập tức sám hối ngay, quyết không bao giờ tái phạm nữa. Được vậy thì không tội nào mà không tiêu. Phải biết chính sự can đảm nhận tội chân thành sám hối đó sẽ chiêu cảm công đức phi diệu không thể ngờ. Sám văn. Có những chúng sanh hình dạng rất xấu, mặt đầy mụn nước, mũi xẹp, mắt đỏ, răng nướu thưa súng, hơi miệng tanh hôi, bụng to, tay chân co quắp, xương nhô ra, toàn thân ghẻ lở tanh hôi, máu mủ nhơ nhớp, hoặc bị phù thủng, phung hủi, ung thư, đủ thứ ác bệnh tụ hội vào thân, không ai lý tới. Nếu người làm tội, vô cớ mình cũng bị dạ lây, hằng không được thấy Phật, nghe Pháp, không biết Bồ Tát, Thánh Hiền, xa vào chỗ khổ không bao giờ cùng. Vì nhân gì mà mắc phải tội ấy? Phật dạy, do đời trước phạm các lỗi, làm con bất hiếu với cha mẹ, làm tôi bất trung với vua, làm người trên không thương kẻ dưới, làm người dưới không biết kính kẻ trên, dối gian không thành thật, chẳng thủ tín với bạn bè, không nhân nghĩa với làng xóm, sống vô đạo đức, cư xử hẹp hòi, không độ lượng, lòng dạ đảo điên, ưa sát hại, phản bội quân thần, khinh khi tôn trưởng, bán nước buôn dân, phá thành phá lũy, cướp giật, trộm cướp, tạo ác nghiệp vô lượng, hay khen mình chê người, hiếp kẻ già nua, lấn người cô độc, bán bổ hiền nhân, khinh mạng bậc trưởng thượng, khi dối người, vân vân. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải ác báo như vậy. Giải thích. Chúng ta hãy tự đối chiếu với các tội Phật kể ra, tự kiểm kỹ xem mình có phạm hay không. Nếu có, cần mau chóng sám hối, bằng không tương lai sẽ bị quả báo rất đáng sợ. Quan chấm thi. Hai năm trước, có một người phụ nữ đến nhà tôi kể rằng bà có một cháu gái 20 tuổi, mấy tháng trước toàn thân bị ngứa. Ngứa thì phải gãi, phải cào, mà càng cào càng ngứa, nên phải gãi cào đến rách da mới thấy đỡ ngứa. Hiện giờ tóc cháu còn bị rụng từng nhúm, chân lại sưng phù, y viện tìm không ra bệnh. Đã đi chạy chữa khắp nơi, dùng đủ thuốc rồi mà không khỏi,
là do nguyên nhân gì mà bị vậy. Lúc đó con trai tôi là Quả Đạt cũng có mặt ở đó, liền hỏi bà ta: "Phía trên bắp vế phải của cháu gái bà và trên cổ tay phải đang bị thối rữa lở loét nặng, phía bên tả cũng mọc các mụn đỏ lây lan khắp, có phải vậy không?" Bà nói: "Đúng vậy." Quả Đạt bảo: "Cháu gái của bà đời trước là quan giám khảo chấm thi, do tham lam nên đã nhận tài vật hối lộ của đám con em nhà phú gia đút lót và ra tay áp bức một thư sinh 30 tuổi đã khổ công học tập nhiều năm, hại anh khốn đốn, mất hết tiền đồ. Vì thư sinh này do bị tên tham lam chèn ép, dùi dập đến không ngóc đầu lên nổi, tinh thần bị đả kích mạnh, tâm ôm đầy oán hận và chán nản, nên anh đã nhảy xuống giếng quan tự tử. Hài cốt anh nhiều năm sau mới được người phát hiện ra. Vì vậy mà cháu bà bị ba quả báo. Một là thân thể của bị sinh ngứa, lở loét thối rữa, là do khởi ác tâm hại người cùng khốn, khiến bản thân nạn nhân suốt thời gian dài không có điều kiện tắm rửa, phải sống cảnh dơ bẩn nên sinh ngứa, do họ phải cào da rách đến lở loét, nên cháu gái của bà cũng bị bệnh tương tự để nếm mùi đau khổ giống như người bị hại. Hai, bị rụng tóc là kết quả của việc ưa giày vò hành hạ làm khổ tinh thần người. Ba, chân bị sưng phù là do ép nạn nhân vào tuyệt lộ đến họ phải nhảy xuống giếng tự tử, khiến thi thể phình trướng vì bị ngập trong nước. Nếu cháu bà không chân thành sám hối thì tương lai sẽ gánh lấy ác quả còn đáng sợ hơn nữa. Trong Phật giáo nói, muốn biết nhân đời trước xem quả thọ đời này là rất đúng. Bây giờ việc cháu bà cần làm là: một, phải thành tâm sám hối, thệ đoạn tuyệt đồ mặn, nguyện ăn chay trường, dứt sát, phóng sinh và lo tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho người bị hại đời trước. Hằng ngày phải kiên trì, có thể tụng bao nhiêu thì tụng, quy tụng là tốt nhất. Hai, phải phát nguyện từ nay về sau hết lòng trợ giúp trẻ em thất học hoặc sinh viên nghèo túng, gieo niềm tin và hy vọng cho họ. Ba, đóng góp tiền xây dựng, trang trí tự viện hoặc cúng dường chư Phật Bồ Tát như phụ tô đắp giác vàng tượng hộ pháp hay tu bổ tô lại mỹ dung tượng. Nếu cháu gái của bà thành tâm dốc sức làm, không những ác bệnh sẽ lành mà tương lai còn được làm quan chấm thi. Nhưng cô ấy không được cậy chức quyền thu lợi hãm hại người. Ngược lại, còn phải phụ trợ, nâng đỡ, tạo cơ hội giúp cho học sinh thăng tiến. Hễ càng tận tâm, tận tụy với chức vụ bổn phận thì tương lai đời cô sẽ càng tốt. Bởi vì trong kiếp quá khứ, cháu của bà cũng có làm nhiều việc thiện cho bá tính và hiện thời phúc kia chưa hưởng hết. Không bao lâu, khi chúng tôi rời nhà đi, chẳng còn gặp họ nữa. Nhưng tôi biết rõ là bệnh nhân đã lành. Này xin đem câu chuyện này kể ra, mong có thể cảnh tỉnh người. Làm con ngỗ nghịch hay chọc cha mẹ giận là bất hiếu. Chỉ cần điều cha mẹ yêu cầu không gây tổn hại gì đến lợi ích quốc gia hoặc người hay vật thì có thể chiều theo. Nếu có tư tưởng khác biệt thì nên theo ý của cha mẹ. Có người viện cớ, vào thời đại tân tiến phải có tự do nhân quyền nên không tán thành thuyết này. Nhưng quy luật tự nhiên không thể vì thời đại mà thay đổi. Cha mẹ có ơn giáo dưỡng ta thành nhân, không có cha mẹ thì không thể có ta. Nếu viện cớ thời đại mà cho phép mình sống theo bản năng mặc kệ cha mẹ là bất hiếu. Nói đơn giản một chút, nếu cha mẹ đòi ăn cơm mà bạn khăng khăng muốn làm mì, thường làm trái ý song thân, như vậy là bất hiếu. Trong kinh Tâm Địa Quán, Phật thuyết: nếu có con trai hay gái sống bội ân bất hiếu thì tâm cha mẹ sinh niệm quán mà phát ác ngôn, thì con sẽ theo đó bị đọa hoặc sa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cha mẹ và tam bảo như nhau, đều là phúc điền của chúng sinh
là ân sâu nặng đầu tiên trong bốn đại ân. Do mẹ cha ân sâu nan báo nên chỉ có giúp cha mẹ tin Phật, trì giới, hành pháp, tu giải thoát mới là người đại hiếu có trí tuệ. Bồ Tát Đại Thừa hiếu tâm cực lớn vì xem tất cả chúng sinh là cha mẹ mình. Do chúng sinh từ vô thủy đến nay đều là cốt nhục thân quyến của ta, đã từng làm cha mẹ ta. Làm thần chẳng nên bất trung, làm thượng cấp thì không nên tham ô tư lợi hay lấy đồ công làm của riêng. Làm bạn bè thì phải dùng tín nghĩa mà đối nhau, không nên cư xử bất lương bất nghĩa. Nếu làm quan mà chẳng chủ trì công đạo cho bá tính, lại tham ô mê nhận hối lộ, thường lãng phí hoặc làm dụng công quỹ, thậm chí còn hãm hại người, lăng nhục người tuổi cao hoặc trưởng bối, cấu kết với xã hội đen, xâm hại lợi ích quốc gia, áp bức dân lành, những người như vậy sẽ bị quả báo như trong kinh đã kể. Chúng ta phải tự kiểm điểm, nếu nhận ra lỗi thì phải sám hối ngay, nguyện nghiêm trì giới Phật. Sám văn. Phật dạy, sống phải siêng năng hiếu dưỡng cha mẹ, kính sư, quy y Tam Bảo, siêng tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, từ bi, hỷ xả, xem kẻ quán người thân như nhau, không khinh người già nua, cô quả, không xem thường kẻ nghèo, sẵn lòng giúp đỡ, không ôm tâm ác đối với người. Nếu tu được như vậy thì cũng đã báo được ân chư Phật, hằng xa lìa ba đường ác, không còn đau khổ nữa. Giải thích. Người tu ai cũng muốn thành tựu, khai mở đại trí huệ, nhưng do căn khí bất đồng nên mỗi biểu hiện khác nhau. Có người sinh ra thông minh hiếu học, có kẻ ngu độn. Giảng theo lục đạo luân hồi thì có người vừa mãn kiếp trời là sinh vào nhân gian nên rất thông minh, có kẻ mãn kiếp súc sinh rồi mới lên nhân gian làm người nên còn ngu độn. Chẳng hạn như người vốn là nhạc thần trên trời, khi sinh xuống nhân gian thì ngay từ nhỏ đã bộc lộ thiên tài âm nhạc. Nếu họ ở trên trời từng là vũ công thì khi sinh xuống nhân gian ngay từ nhỏ đã giỏi khiêu vũ. Do người trên trời dư báo chưa tận nên phúc cũng còn nhiều. Còn kẻ trước khi đến nhân gian, nếu từng là loài khỉ dường thì tánh ắt hiếu động, còn loài từ trong hổ lang tới ắt tính hung hãn, ưa đấu đá. Như nam nhân từ cõi Atula tới sẽ có tính hiếu chiến, ưa đấu tranh, tướng mạo hùng mãnh. Các nữ nhân từ Atula tới tuy xinh đẹp như tiên nhưng có tâm tật đố rất mạnh. Xin kể câu chuyện thực về một nữ nhân từ cõi trời hạ phàm để quý vị tham khảo. Mỹ Tú. Năm 1990, ở Nam Kinh có một nữ giám đốc đến hỏi Quả Lâm thế này: mẹ tôi năm nay 70 tuổi, bị bệnh tim đã 2 năm, lại còn mắc bệnh xuyễn nghiêm trọng. Quả Lâm hỏi: có phải mẹ cô thông minh, khéo tay, tính rất ưa theo thùa? Cô ta vừa nghe hỏi thì mặt mày hớn hở, rồi khoe ngay đây là thiên tài trời phú. Lúc 12 tuổi, mẹ mình đã nổi danh theo đẹp khắp xa gần. Hiện tại dù bà bị bệnh, nằm trên giường đã 2 năm, nhưng chẳng chịu ở không, còn tự theo áo gối cho các cháu trai cháu gái, để sau này đến lúc kết hôn chúng có mà dùng. Các cháu đều kính yêu bà. Do chứng bệnh tim chữa trị tốn rất nhiều tiền mà không hết, nên cô rất lo cho mẹ. Cô vừa kể vừa rơi nước mắt. Quả Lâm bảo: cô đừng buồn thái quá, là con người thì phải có sinh và bệnh chết, y viện không thể nào trị lành cho tất cả bệnh nhân. Mẹ cô đời trước là thiền nữ ở cung Thêu, thuộc cõi Đao Lợi Thiên. Do chúng trời cõi dục giới tâm còn dục vọng, nên khi bà dùng thiên nhãn quan sát nhân gian, nhìn thấy tình yêu nam nữ ở cõi nhân gian, liền khởi niệm ưa thích. Cũng do bà có nhân duyên đời trước với phụ thân cô, nên bị nghiệp tham ái này trói buộc
khiến xui dẫn dắt. Vì vậy mà bà lập tức bị đọa đầu thai vào nhân gian. Thời gian trên trời dù ngắn ngủi, chỉ tợ uống chừng ly nước thì dưới đất đã trải qua mấy mươi năm rồi. Vì vậy mà khi các thiên nhân phát hiện bạn mình vắng mặt, họ liền cúi đầu ngó xuống nhân gian tìm kiếm, thì thấy mẹ cô đã có con cháu đầy nhà rồi. Do lúc mang thân trời mà khởi ý niệm không thanh tịnh, nên mẹ cô bị quả báo là mắc bệnh tim. Cô có thể thay mẹ sám hối trước Phật, ở trước tượng Phật tụng kinh Địa Tạng cho mẹ. Hễ tụng càng nhiều công đức càng lớn. Bởi vì công đức tụng kinh có bảy phần, thì mẫu thân cô chỉ hưởng được một. Cô nên cho mẫu thân biết rõ lai lịch mình, để bà đích thân phát tâm sám hối sẽ hiệu quả hơn. Theo quan điểm của nhân gian, bao gồm các lập luận lẫn phim sách, đa số thường xúm nhau tô hồng tình ái, dệt gấm theo qua quanh nó, luôn mỹ quá và ca ngợi tình yêu nam nữ đủ điều, hoàn toàn chẳng biết rằng, cho dù là chánh dâm đi nữa, vẫn không hoàn hảo và mỹ mãn như họ tưởng. Về điểm này xin hãy tìm xem Kinh Thọ Thập Thiện Giới thì sẽ minh bạch. Vì vậy mà trong Kinh Lăng Nghiêm Phật tuyên bố, tâm dâm chẳng trừ, trần không thể xuất. Còn nữa, mẹ cô khi nằm mà gối đầu nghiêng về bên tả là sai. Tôi thấy có hai vật bà không nên dùng. Một là, cạnh bà có một túi vải, bên trong chứa toàn những vật màu trắng. Tôi tuy nhìn thấy nhưng chưa nhận rõ đó là gì. Hai là, trên tường đối diện giường mẹ cô có treo bức tranh. Hai vật tôi vừa kể vốn không phải là của nhà các vị. Do vậy, chúng sẽ phát ra khí xấu chán nản, làm mẹ cô khó thở, không thoải mái. Nữ giám đốc kinh ngạc đến ngây người, rồi nói: Em gái tôi làm hộ lý trưởng trong bệnh viện, do mẹ có đàm nhiều, nên nó hay đem một số vải gạt trong kho dự trữ về để dành cho mẹ nhổ đàm chùi miệng. Em tôi nói, ai công tác tại bệnh viện đều có thể tùy ý lấy về xài. Còn bức tranh treo tường là của bệnh nhân ra viện tặng cho y viện để cảm tạ, và y viện chia cho công nhân viên chức đem về nhà. Thế mà cũng không được hay sao? Quả Lâm bảo: Lấy giải gạt là tài sản thuộc bệnh viện, đem về nhà dùng tức là phạm lỗi trộm. Biết quan tâm chăm lo cho mẹ là tốt, nhưng xài trộm đồ công là xấu. Do tạo nghiệp thiện ác lẫn lộn như thế, thì một khi quả trổ, ắt trong vui có khổ. Bức tranh là do bệnh nhân cảm tạ y viện, tức thuộc về tài sản của bệnh viện. Nếu khi nhận hay xài, mỗi người nên nộp một số tiền sung công, thì có lẽ sẽ không thành vấn đề. Chuyện đem tranh phân chia cho công chức, hành động này là trút công bồi tư. Ai mà nhận tức đã tự đem luồng khí không tốt về nhà mình, và quả báo phải gánh vác sẽ càng lớn. Đây là kinh nghiệm tôi rút ra được trên đường học Phật. Thực ra loại chuyện này rất nhiều. Bỗng nhiên tôi nhớ tới một câu chuyện nhỏ, xin kể cúng dường quý vị. Trong các sách giảng giải, Ngài Tuyên Hóa hay kể về tình hình chư thiên cõi lục dục thiên, từ sơ thiền trở xuống như Tứ Thiên Dương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Quá Lạc Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên. Kể rằng thiên nhân và người thế gian chúng ta hình thể giống nhau, cũng có kết hôn, chỉ là phẩm bậc càng cao thì cách biểu lộ dục niệm càng nhẹ. Ngài Tuyên Hóa đã giải thích các dục ở các cõi trời như sau: Tứ Thiên Dương, Đao Lợi, Dục, ôm nhau. Dạ Ma, tay nắm. Đâu Xuất, cười. Quá Lạc, chỉ liếc thôi là đủ. Đấy là dục lạc sáu tầng trời. Nếu độc giả tinh tấn tu hành, một hôm nào khai mở thiên nhãn, thì sẽ thấy rõ hết tình huống chư thiên nơi tam giới. Phàm phu như chúng ta vì không hiểu Phật Pháp, cho nên cử tâm đồng niệm không gì mà không là tội, không là nghiệp. Ta thường lý luận: Ở gần hiên lầu trước được ngắm trăng,
nên hay lợi dụng công tác chức quyền, ham lấy đồ công sử dụng như của riêng nhà mình. Có người còn cho rằng đấy là do mình hữu phúc, hoàn toàn không nhận ra đây là lòng tham si điên đảo rất đáng thương. Người có hành vi như thế là do tham tâm xui khiến. Nếu muốn chuộc lỗi thì nên bỏ ra một số tiền để trợ học cứu nghèo, hoặc giao cho cơ quan từ thiện, hay giúp in thiện thư, kinh sách vân vân, cũng có thể tiêu trừ tội nghiệp. Bản thân chúng tôi đã mua nhiều tập khai thị của Ngài Tuyên Hóa tặng cho người để sám trừ thâm tâm mình. Bởi vì sách này dạy chúng ta minh bạch nhân quả, hiểu nên làm người ra sao. Chúng ta không nên xem thường mình, tuyệt không phải đời này chúng ta mới bắt đầu học Phật. Nếu vậy thì ta chẳng thể tham dự lạy bảo sám hoặc nghe kinh pháp. Ngài Tuyên Hóa giảng: phàm những ai có thể nghe kinh Lăng Nghiêm, đọc kinh Lăng Nghiêm, tụng chú Lăng Nghiêm, thì người này đã trồng nhân duyên rất sâu với Phật. Vì vậy chúng ta nhất định phải phát vô lượng bồ đề nguyện, sinh tâm dũng mãnh, sám hối lỗi xưa, tỉnh giác liền, hành Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh chu toàn, thì thế gian nơi nơi đều là đạo tràng, chịu trì giới, ắt có định huệ hiện tiền. Sám văn. Tính tướng Bồ Tát bạch Phật: bạch Thế Tôn, kinh này gọi là kinh gì? Phải phụng trì bằng cách nào? Phật bảo: kinh này gọi là Nghiệp Tội Báo Ứng Giáo Hóa Địa Ngục Kinh. Các người nên phụng trì và lưu truyền cùng khắp, công đức vô lượng. Kinh Tạp Tạng ghi: có con quỷ bạch với Ngài Mục Liên rằng: thân tôi không có đầu, nhưng hai vai có mắt, ngực có mũi miệng, do nhân duyên gì mắc phải tội này? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi làm học trò ở nhà hàng thịt, khi thấy giết trâu bò thì tỏ ra vui mừng, lấy dây trói lôi kéo nó, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó chỉ là qua báo, quả kết sẽ là ở địa ngục. Giải thích: chuyện này cũng cảnh tỉnh chúng ta khởi ác niệm tùy hỷ với việc sát sinh, cả đến góp sức hỗ trợ giúp người tạo ác nghiệp đều lãnh thảm báo nặng đề, huống là đích thân tự làm. Chúng ta nhất định phải diễn ly thập ác sát sinh, cả đến ý niệm tùy hỷ thôi cũng không được khởi. Sám văn. Có con quỷ hỏi Ngài Mục Liên: thân tôi như khối thịt, không có tay chân, mắt, tai, mũi, lưỡi, lại thường bị trùng, chim mổ, cắn rứt ăn, gây đau đớn không thể chịu nổi, vì nhân gì mà mắc phải tội này? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi cho người uống thuốc độc phá thai, hại sản, khiến chúng sinh không toàn mạng sống, vì nhân ấy nên mắc phải tội như vậy. Giải thích: đây là ác báo phá thai. Tôi từng nghe người kể, có người phá thai do thai nhi đã lớn không thể kéo ra, nên trước tiên hễ ló tay cắt tay, ló chân cắt chân, tóm lại là cắt thai thành từng miếng rồi lấy ra. Ôi chúng sinh trọ đáng thương, vì nhất thời ham dâm dục, không chú ý tránh thai, để cho sinh mệnh hữu duyên nhập thai, tạo thành thống khổ cực lớn. Thai nhi này có lẽ đã luân hồi trong ác đạo ngàn vạn năm, nay mới được cơ hội đến thế gian làm người, nhưng lại bị tước đoạt mạng sống, mà người tạo thống khổ đoạt mạng lại là cha mẹ của em. Đời này lẫn đời sau, họ tất bị ác báo giáng thân. Vì vậy, những nam nữ phá thai, thậm chí người phụ giúp phá thai, hãy mau sớm quỳ trước Phật sám hối, vì thai nhi thành tâm tụng Phật Thuyết Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Kinh, tụng bao nhiêu biến mới có thể diệt tội, tùy theo tâm thành mà định. Nếu biết hối tội, tâm như Thái Sơn đổ,
thì tụng một biến liền có thể tiêu nghiệp, may mắn được thai nhi tha thứ. Còn nếu cứ thản nhiên không thấy mình có lỗi, chẳng sinh tâm sám hối, thì dù tụng trăm quyển cũng không thể giải nghiệp. Một nữ bác sĩ của bệnh viện lớn nọ chuyên đảm trách việc phá thai, sau khi nghe tôi giảng xong, nước mắt bà rơi tràn rụa. Do bà giỏi tay nghề kỹ thuật cao, nên có rất nhiều thai phụ tìm đến nhờ bà phá cho. Hiện nay bà đã về hưu, cả đời phá bao nhiêu thai bà cũng không nhớ hết được. Hiện toàn thân của bà đang bị căn bệnh đau đớn không tên, giờ mới biết rõ nguyên nhân. Bà hỏi tôi mình phải làm sao. Tôi khuyên bà nên làm như tôi vừa thuyết giảng. Hôm sau bà nhờ người báo tin cho tôi hay rằng tối đó bà quỳ trước Phật, vừa khóc vừa tự đánh vào mồm mình. Tôi không hề đề xướng là phải tự giả mình. Bà nói do mình không hiểu Phật Pháp nên đã mê muội tạo ra nhiều thống khổ cho vô số sinh mạng hài nhi, tội khó dung thứ. Giờ đây xin tụng kinh cầu cho những chúng sinh bị bà làm hại, khẩn cầu Phật lực gia hộ cho các bé sớm lìa khổ được vui, trở về nhân gian, sinh trong gia đình thiện lành, được tu học theo Phật Pháp. Bà kể không nhớ rõ mình đã tụng bao nhiêu bộ kinh, mãi cho đến khi mắt không còn mở ra được nữa và ngủ thiếp đi. Bà mơ thấy mình ở một nơi hỗn độn mịt mù, không có trời đất. Đột nhiên nghe vô số tiếng trẻ con gọi má ơi bên tai mình. Mới đầu nghe gần rồi dần dần xa hẳn, cho đến khi không còn nghe nữa. Giật mình thức tỉnh, bà ngồi bật dậy, cảm thấy toàn thân trở nên thư thái dễ chịu chưa từng có. Bà lập tức hiểu ra lòng thành của mình đã được các vong thai bị hại tha thứ, và chúng đã chịu rời bỏ bà đi đầu thai làm người rồi. Thế là bà liền đứng dậy, đến quỳ trước Phật đường, dập đầu lạy tạ ơn cho đến khi trời sáng. Lúc rửa mặt mới phát hiện hai bên má đã hết bị nám đen, hồng hào trở lại. Bà phát tâm bỏ ra một vạn in kinh ấn tống. Tôi kể câu chuyện này cho chư vị biết là muốn nhắc nhở mọi người phải thực sự biết lỗi thành tâm ăn năn, vĩnh viễn không tái phạm lại mới là sám hối. Nếu chỉ đọc văn sám ngoài miệng mà trong lòng không thực sự ăn năn chừa bỏ thì không gọi là sám hối, nên chẳng diệt tội được. Ngoài ra, do nước ta theo chính sách một con nên các vợ chồng cần tiết chế, lo ngừa thai tốt, đừng để xảy ra cảnh phá thai, tội này sẽ phải gánh rất thảm. Những gì đã phạm tội thì phải biết ăn năn sám hối, nên tận lực cầu siêu cho thai nhi. Sám văn. Có con quỷ hỏi: bụng tôi to như trống, cổ nhỏ như kim, quanh năm suốt kiếp không ăn uống gì được, do nhân duyên gì mà mắc phải tội này? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi làm chủ thôn, tự ý mình hào quý, mặc tình tung hoành khinh khi, cướp thức dùng của người, khiến người đói khát khốn khổ, vì nhân duyên ấy nên bị như vậy. Đó là quả báo mới đêm qua, sau sẽ kết quả ở địa ngục. Giải thích. Xem kinh giảng rõ, chúng ta phải biết ăn năn sám hối. Vì từ vô thị đến nay, chắc chắn chúng ta đã tạo vô lượng vô biên tội ác. Những tội này đều do không có lòng từ, ỷ mạnh hiếp yếu, làm hại chúng sinh. Cả đến trộm cướp của người, do mê muội mà xa lìa nẻo chánh, dùng lời ác vu bán thánh hiền, tạo đủ tội ác. Những tội nặng này nhất định sẽ chiêu quả báo khổ trong cõi ác. Cho nên hôm nay chúng ta thành tâm bái sám, vì những chúng sanh thọ khổ trong lục đạo, vì cha mẹ, sư trưởng, tất cả quyến thuộc chúng sinh mà diệt trừ tội, thầy không tái phạm nữa. Nguyện từ đây nhất thiết không tạo ác nghiệp, xin Phật chứng minh. Tạo ác phải lãnh quả báo rất đáng sợ. Vì vậy đời này ta phải nguyện tu hành chân chính để giải thoát mọi khổ đau.